Phật tử, Bồ Tát trụ hoan hỷ địa, thành tựu nhiều hoan hỷ, nhiều tịnh tiến, nhiều ái lạc, nhiều vui thích, nhiều vui vẻ, nhiều mừng rỡ, nhiều dũng mãnh, nhiều không đấu tranh, nhiều không phiền não, nhiều không sân hận. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát trụ hoan hỷ địa, chứng được hoan hỷ địa rồi, thành tựu rất nhiều thứ, được pháp lợi sinh hoan hỷ, như nhiều tịnh tín, đối với Phật Pháp, tâm tín thành tịnh cũng sâu dày. Đối với Phật Pháp, càng sinh khởi vô lượng tâm ái lạc, bất cứ lúc nào cũng đều cảm thấy thân tâm khoái lạc, rất an tưởng. Đến đâu cũng chẳng cảm thấy có sự chướng ngại, dù gặp người khác chướng ngại, cũng chẳng sinh phiền não. Nói chung cảm thấy mãn túc như Pháp, nhiều vui vẻ, luôn luôn vui vẻ. Mình nghe được Phật Pháp mà tu hành Bồ Tát Đạo, nhiều mừng rỡ, nhiều dũng mãnh. Các ngài lúc nào cũng đều dũng mãnh tinh tấn, tự hào không giải đãi. Giao tiếp với người cũng chưa từng phát sinh đấu tranh và tranh luận. Không làm phiền hại tất cả chúng sinh, khắp khuyên người khác phát tâm tu hành. Bồ Tát Sơ Địa, chứng nhập hoan hỷ địa, đối với bất cứ ai, bất cứ việc gì, cũng không sinh khỏi tâm không vui hoặc tâm sân hận. Phật tử, Bồ Tát trụ hoan hỷ địa này, nghĩ nhớ đến chư Phật nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến các Phật Pháp nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến các Bồ Tát nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến các Bồ Tát hạnh nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến thanh tịnh các Ba La Mật nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến các Bồ Tát địa thủ thắng nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến Bồ Tát không thể hoại nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến Như Lai giáo hóa chúng sinh nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến khiến cho chúng sinh được lợi ích nên sinh hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến nhập vào nhất thiết trí phương tiện của Như Lai nên sinh hoan hỷ. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát chứng đắc quả vị hoan hỷ địa rồi. Tại sao hoan hỷ như thế? Vì các ngài luôn luôn nghĩ nhớ đến tất cả các đức Phật cho nên sinh tâm hoan hỷ. Không giống như phàm phu tục tử, mỗi ngày đều sống trong sự đố kỵ chướng ngại, chẳng có đạo tâm. Bồ Tát chuyên tâm nghĩ nhớ đến các đức Phật nên không sinh tâm đố kỵ chướng ngại, lại nghĩ nhớ đến tất cả Phật Pháp của chư Phật nói ý Pháp tu hành, cho nên cũng sinh tâm hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến các Bồ Tát, chẳng những ngài nghĩ nhớ đến chư Phật các Pháp, mà còn luôn luôn nghĩ nhớ đến mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng và các đại Bồ Tát, cho nên sinh tâm hoan hỷ. Phàm là người tu đạo đều phải thường sinh tâm nghĩ nhớ đến Tam Bảo, lại thường nghĩ nhớ đến tất cả pháp môn thành Phật của Bồ Tát tu hành, vì hết thảy Bồ Tát đều là chư Phật vị lai. Các ngài sinh tu lục độ vạn hạnh, không quên độ chúng sinh, cho nên sinh đại hoan hỷ. Lại nghĩ nhớ đến thanh tịnh các Ba La Mật, tương lai đều có thể thành tựu viên mãn trí huệ thanh tịnh và công đức thành Phật, đó cũng là gốc rễ của sự hoan hỷ. Lại nghĩ nhớ đến các địa vị của Bồ Tát đặc biệt thù thắng mà sinh đại hoan hỷ. Lại nghĩ nhớ đến Bồ Tát chứng được bà bất thối, là niệm bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối, càng không có thiền bằng ngoại đạo nào có thể phá hoại được ngài nên sinh hoan hỷ. Lại luôn luôn nghĩ nhớ đến Như Lai giáo hóa chúng sinh ôm lòng từ bi, khiến cho chúng sinh liều khổ được vui mà sinh đại hoan hỷ. Lại nghĩ nhớ đến chư Phật, thường khiến cho chúng sinh nghe Pháp được độ, chấm dứt sinh tử. Đó là khiến cho các chúng sinh được đại lợi ích, pháp môn tốt nhất. Các Bồ Tát có những nhân duyên thù thắng như vậy, có thể làm được rất nhiều việc lớn, cho nên sinh tâm đại hoan hỷ. Nghĩ nhớ đến nhập vào nhất thiết trí phương tiện của Như Lai, Bồ Tát chứng được hoan hỷ địa, ngài cũng còn sự nghĩ nhớ. Bất quá sự nghĩ nhớ của các ngài là thanh tịnh. Về phần nghĩ nhớ của chúng sinh là nhiễm ô, tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ nhiều, cảnh giới năm dục, sự nghĩ nhớ của Bồ Tát là Phật Pháp Tăng và lục độ vạn hạnh, đủ thứ cảnh giới thanh tịnh. Vì các ngài biết mình đã chứng nhập nhất thiết trí huệ của Như Lai, đã được đủ thứ phương tiện cho nên sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nghĩ như vậy, tôi đã chuyển biến tất cả cảnh giới thế gian nên sinh hoan hỷ, gần gũi tất cả chư Phật nên sinh hoan hỷ, xa lìa hạng phàm phu nên sinh hoan hỷ, gần bậc trí huệ nên sinh hoan hỷ, vĩnh viễn dứt trừ tất cả cõi ác nên sinh hoan hỷ, làm chỗ ý chỉ cho tất cả chúng sinh nên sinh hoan hỷ, thấy tất cả Như Lai nên sinh hoan hỷ, sinh ở trong cảnh giới Phật nên sinh hoan hỷ, và trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ Tát nên sinh hoan hỷ, xa lìa tất cả sợ hãi dùng mình nên sinh hoan hỷ. Tại sao? Vì Bồ Tát được hoan hỷ địa này rồi, hết thảy sự sợ hãi đều được xa lìa, như là sợ không sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đường ác, sợ oai đức của đại chúng, những sự sợ hãi như vậy vĩnh viễn lìa khỏi.
Bồ Tát đắc được quả vị hoan hỷ địa lại nghĩ như vậy: tôi đã chuyển biến tất cả cảnh giới thế gian, chuyển biến tức là buông bỏ, chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển ô nhiễm thành thanh tịnh, cho nên sinh đại hoan hỷ. Ví như người nghe pháp ở trong chùa Kim Sơn thanh tịnh nhiều hơn những người ở ngoài xã hội. Đây tức là ví dụ sự chuyển biến. Bồ Tát chứng đắc quả vị sơ địa thì thường thấy được Phật, do gần gũi Phật cho nên sinh hoan hỷ. Chỗ suy nghĩ mong cầu của phàm phu, Bồ Tát đều chẳng nghĩ chẳng mong cầu, cho nên ngài xa lìa địa vị phàm phu, chuyển phàm thành thánh nên sinh hoan hỷ. Xa lìa địa vị phàm phu tức là xa lìa vô minh ngu si, gần gũi thiện tri thức tức là gần bậc trí huệ, cho nên sinh hoan hỷ. Chứng nhập Bồ Tát sơ địa thì đã vĩnh viễn dứt trừ tất cả đường ác, chẳng còn đọa lạc vào trong bốn đường ác nữa, trừ phi ngài phát nguyện vào trong bốn đường ác để giáo hóa chúng sinh, đó là vì độ sinh hành Bồ Tát đạo, chẳng phải làm hạnh ác mà đọa lạc. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khổ được vui, ban cho chúng sinh sự cảm thọ an ổn, vì chúng sinh đó mà ngài làm chỗ y trì cho họ nên sinh hoan hỷ, luôn luôn thấy được Phật, lại thường sinh ở trong cảnh giới của Phật, đồng tánh bình đẳng hành Bồ Tát đạo với tất cả Bồ Tát, lại hay xa lìa tất cả những việc khiến cho người sợ hãi dùng mình, cho nên sinh tâm đại hoan hỷ. Vì sao? Bồ Tát chứng được quả vị hoan hỷ địa rồi, đối với tất cả đều nhìn thấu triệt, buông bỏ hết, chẳng còn gì khiến cho ngài sợ hãi, tất cả sự sợ hãi tự nhiên xa lìa. Sợ hãi tức là nghiệp khổ phiền não, sự sợ hãi của phàm phu như sợ không sống, sợ không sống được nữa, sợ tiếng xấu, sợ người khác hủy báng mất tiếng tăm, sợ chết, ai ai cũng đều sợ chết, đều muốn cầu sống lâu, sợ đường ác, sợ đọa vào trong bốn đường ác, sợ oai đức của đại chúng ở trong chỗ đại chúng đông người không dám nói vì sợ khí thế uy hiếp của đại chúng. Những sự sợ hãi như vậy đều phát ra từ trong tâm, nếu hay tu hành có định lực thì không sợ gì hết. Tại sao? Vì Bồ Tát này để tưởng cái ta, thân mình còn không mến tiếc, huống gì của cải, cho nên chẳng sợ về sự không sống. Ngài chẳng mong cầu sự cúng dường, chỉ chuyên bố thí cho tất cả chúng sinh, cho nên chẳng sợ về tiếng xấu, xa lìa thấy cái ta, chẳng còn nghĩ về cái ta, cho nên không sợ chết. Tự mình biết chết rồi, chắc chắn không lìa chư Phật Bồ Tát, cho nên không sợ đường ác. Chí thích của ta, tất cả thế gian không ai bằng được, hạ huống là hơn, cho nên không sợ oai đức của đại chúng. Bồ Tát xa lìa những sự sợ hãi dùng mình như vậy. Phật tử, Bồ Tát này dùng đại bi làm đầu, trí thích rộng lớn, không ai cản trở phá hoại được, càng sinh tu tất cả các lành mà được thành tựu. Tại sao Bồ Tát chẳng có những sự sợ hãi như vậy? Vì ngài đã xa lìa tất cả những sự sợ hãi dùng mình. Do sức lực gì khiến cho ngài được xa lìa? Đó là do tu hành, chịu phát tâm Bồ Đề, nguyện hành Bồ Tát đạo. Do đó chứng được hoan hỷ địa của Bồ Tát là đến cảnh giới lìa khỏi nghĩ tưởng về cái ta. Ngài chẳng còn cái ta, chẳng những chẳng còn cái ta, mà cho đến ngữ tưởng về của ta cũng không còn nữa. Do đó ngài sớm đã đem thân này bố thí cho chúng sinh, vì chúng sinh mà làm việc, chẳng ích kỷ, chẳng lợi mình, chẳng còn mến tiếc thân mình nữa, hà huống là của cải. Của cải, vàng bạc châu báu, đất nước vợ con đều là vật ngoài thân. Ngài hoàn toàn nhìn thấu triệt, buông bỏ đặng, đắc được tự tại chân chánh, cho nên chẳng sợ chết. Do vậy cho nên Bồ Tát chẳng sợ mình không còn sống được nữa, cũng chẳng sợ không sống, không muốn lợi ích cho chính mình, căn bản ngài chẳng có sự mong cầu. Vì rằng đạt đến vô cầu phẩm tự cao, đương nhiên cũng không lo. Tại sao chúng ta sầu lo? Vì có sự tham cầu, có tham cầu thì có sầu lo. Bồ Tát không tham cầu danh văn lợi dưỡng, cũng không tham cầu nam dục, tài sắc, danh ăn ngủ. Bồ Tát đối với những thứ này đều giải thoát, càng không tham sự cúng dường, chỉ chuyên bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì ngài chuyên nhất tu bố thí, bất luận cúng dường gì, ngài đều đem cho hết thảy chúng sinh. Cho đến người khác nghị luận tốt xấu đối với ngài, ngài cũng đều không cư tới, không tham cầu hư danh, cũng không sinh hoan hỷ và phiền não. Vì Bồ Tát đã có trí huệ vượt qua cảnh giới tốt xấu, cho nên ngài chẳng sợ tiếng xấu. Bồ Tát chẳng còn cái ta thì tự nhiên cũng chẳng thấy có cái ta, nghĩ về ta. Chẳng còn cái ta, vậy có nghĩ tưởng đến ai chết, ai không chết chăng? Cho nên chẳng sợ chết, Bồ Tát ngài biết mình chết rồi, chẳng bị đọa vào trong bốn đường ác. Vì ngài thường hành Bồ Tát đạo cũng chắc chắn không lìa khỏi chư Phật, nhất định cùng ở chung với tất cả Bồ Tát,
cho nên chẳng sợ đường ác, chí nguyện của tôi và việc mà tôi thích làm, chúng sinh thế gian thống khổ trầm luân, làm sao bằng tôi được, hoặc tu chứng trước hơn tôi được. Cho nên chẳng sợ oai đức của đại chúng. Lối nghĩ này là tâm tư của Bồ Tát trên cầu dưới độ. Bồ Tát chẳng có tư tưởng cống cảm ngã mạn, chỉ là Bồ Tát Kim Cang Tạng nói rõ, sau khi Bồ Tát chứng được quả vị hoan hỷ địa, cảnh giới của Ngài là như vậy. Bồ Tát xa lìa năm điều sợ hãi ở trên, thì không phát sinh sự việc dùng mình dựng lông. Các vị đệ tử của Phật, các vị Bồ Tát đó, làm việc đều dùng tâm đại bi làm điểm xuất phát, vì bi hay cứu khổ, chí nguyện rộng lớn. Bồ Tát có chí nguyện rộng lớn, cứu độ chúng sinh vô lượng khoái lạc. Không có bất cứ thiền ma ngoại đạo nào có thể phá hoại và nhiễu loạn được sự tu hành của Ngài, hoặc trở ngại Ngài hành Bồ Tát Đạo. Cho nên Ngài càng thêm siêng tu, càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng dụng công, cho nên tất cả căn lành, hạt giống Bồ Đề đều thành tựu viên mãn. Đó là vì niềm tin tăng thêm, nhiều lòng tin thanh tịnh, hiểu thanh tịnh, tin quyết định, phát sinh thương xót, thành tựu đại bi, tâm không mệt mỏi, hồ thẹn trang nghiêm, thành tựu nhu hòa, kính thận tôn trọng giáo pháp chư Phật. Ngày đêm tu tập căn lành không nhàm đủ, gần gũi thiện tri thức, thường ưa thích pháp, cầu đa văn không nhàm đủ, như chỗ nghe pháp, tránh quan sát, tâm không đường tựa, không đàm trước danh văn lợi dưỡng, cung kính, không cầu tất cả Phật tư sanh, sinh tâm như thật không nhàm đủ, cầu tất cả trí địa, cầu sức vô ý của Như Lai, Phật pháp bất cộng. Sau khi Bồ Tát chứng được hoan hỷ địa rồi, không lúc nào không ở trong đại hoan hỷ, vì Ngài sinh tu tất cả căn lành, nên sớm đã thành tựu tâm tin, càng ngày càng tăng thêm nhiều, không giảm bớt, đó là tin tăng thêm. Vì tâm tin tăng thêm, nên tâm niệm thanh tịnh cũng tăng thêm nhiều. Chẳng giống như quá khứ chỉ có tâm tin, còn có chút nhiễm ô, hiện tại tâm tin tăng thêm, lại không có chút nhiễm ô nào, chỉ thuần thanh tịnh, trở về nguồn cội. Tại sao hay khiến cho tâm tin tăng thêm, có cảnh giới thành tịnh như vậy? Vì Bồ Tát Ngài biết như này đã không còn chút hoài nghi nào nữa, tâm tin kiên cố quyết định. Tin mười phương Phật, tin pháp của mười phương chư Phật nói, tin tất cả hiền thánh tăng mười phương đều là pháp hữu của mình. Vì mình là một trong tam bảo thì sẽ sinh ra tâm thương xót chúng sinh, độ tất cả chúng sinh thành tựu tâm đại từ bi. Tâm bi khiến cho chúng sinh liều khổ, tâm từ thương chúng sinh khiến cho chúng sinh được tất cả an lạc. Cầu Phật pháp, ngày ngày tinh tấn tu hành, dũng mãnh hành đạo, cũng là càng ngày càng thù thắng hơn, không giảm bớt giải đãi. Hổ thẹn trang nghiêm, thường sinh tâm hổ thẹn sám hối, đem hết thầy công đức của mình để trang nghiêm cõi nước mười phương, thành tựu như hòa, tu nhẫn nhục ba la mật, thành tựu sức nhẫn nhục. Vì đối với bất cứ việc gì đều có công phu nhẫn nại, nghịch đến thuận thọ, quyết định không có tâm thắng phụ và thái độ cao cường với bất cứ ai, cung kính chư Phật, thuận thọ lời dạy của chư Phật, tôn trọng phụng hành giáo pháp của chư Phật nói. Ngày đêm tu tập căn lành không nhàm đủ, ngày đêm sáu thời tinh tấn tu tập đủ thứ căn lành, không có tâm mệt mỏi đầy đủ. Bồ Tát biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được nghe nhiều học rộng, đắc được lợi ích lớn, pháp hỷ sung mãn, thường ở trong niềm vui của pháp, sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, chưa bao giờ tự mãn. Chánh pháp mà mình được nghe từ chỗ chư Phật, lúc nào cũng tư duy quan sát thật tướng các pháp, trong tâm không có sự chấp trước nào, không chấp cái ta, không chấp pháp, không có chút nương tựa nào, vì không đam trước lợi dưỡng, danh văn cung kính. Bồ Tát tuyệt đối không mong cầu sự cúng dường, tham đồ danh văn lợi dưỡng, càng không mong cầu hưởng thụ vật chất và tất cả vật phong phú ngoài thân thể. Sinh tâm như thật, Bồ Tát chỉ một lòng cầu tâm Bồ Đề, tâm Kim Cang, nên chẳng có lúc nào nhàm đủ, cầu bậc nhất thiết trí, chỉ hy vọng cầu được quả vị nhất thiết trí huệ và đạt được địa vị trí huệ phù thượng, cầu được bốn điều không sợ hãi của Như Lai và cầu được 18 Phật pháp bất cộng nơi nhị thừa, đủ thứ sự lợi ích như vậy. Vì cầu các ba la mật pháp trợ đạo để có sự dối trá như lời nói tu hành, thường hộ lời thật, không làm ô uế nhà Như Lai, không xả bỏ giới Bồ Tát, sinh tâm nhất thiết trí như núi Chúa không động, không bỏ tất cả việc thế gian, thành tựu con đường xuất thế gian, tích tập pháp Bồ Đề phần không nhàm đủ, thường cầu đạo vô thượng thủ thắng. Ở trước nói Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát chứng được hoan hỷ địa rồi, đắc được sức lực của Phật, bốn điều không sợ hãi và 18 Phật pháp bất cộng, và tiếp tục truy cầu tu trì các ba la mật dùng để trợ giúp đạo nghiệp cho chính mình, xả lìa tất cả ngôn hạnh, không nên có như rùa nịnh người giàu và nói dối,
Theo lời nói, thực hành tôn phụng pháp của Phật nói chân thật tu hành. Lời nói việc làm phải đi đôi, thường hộ lời thật. Tức là mỗi lời nói, câu nói của mình nói ra đều là lời chân thật, không làm ô uế nhà Như Lai, thân làm đệ tử của Phật. Biết Bồ Tát là thanh tịnh cao thượng nhất, tuyệt đối không thể làm ra lời nói hành động ô uế ra phòng Phật Pháp, tức cũng là không thể có việc ô uế đạo tràng, càng không thể có sự biểu hiện xả bỏ giới luật Bồ Tát, phải giữ gìn thân miệng ý luật nghi thanh tịnh, thì tự nhiên sẽ sinh ra nhất thiết trí huệ, giống như núi chúa tu di, vĩnh viễn không bị sự vật bên ngoài làm lay động. Đừng buông bỏ tất cả việc thế gian, cũng có thể thành tựu đạo pháp xuất thế gian. Tu hành tích tụ có thể trợ giúp mình thành tựu pháp môn và công đức pháp bồ đề phần. Quyết không sinh tâm nhàm mỏi và tâm kiêu ngạo công đức của mình viên mãn. Vì Bồ Tát thường tu trì tất cả Phật đạo tối vô thượng viên mãn thủ thắng nhất. Phật tử Bồ Tát thành tựu pháp thanh tịnh trị địa như vậy, tên là An Trụ Bồ Tát Hoàn Hỷ Địa. Phật tử Bồ Tát trụ Hoan Hỷ Địa này thành tựu đại thể nguyện như vậy, đại dũng mãnh như vậy, đại tác dụng như vậy, đó là sinh hiểu biết rộng lớn thành tịnh quyết định, đem tất cả đồ cúng dường, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, khiến không thiếu sót. Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện thọ tất cả Phật pháp, nguyện nhiếp tất cả Phật Bồ Đề, nguyện hộ tất cả Phật giáo, nguyện trì tất cả các Phật pháp. Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ. Lại phát nguyện, nguyện trong tất cả thế giới khi Đức Phật ra đời, từ cung trời đâu xuất giáng trần, nhập thai, trụ thai, sơ sinh, xuất gia thành đạo, thuyết pháp, thị hiện niết bàn, thầy đều đi đến gần gũi cúng dường, làm thượng thủ trong chúng, thọ hành chánh pháp, đồng thời truyền bánh xe pháp khắp tất cả mọi nơi. Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số không ngừng nghỉ. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu, Bồ Tát hạnh, thành tựu giống như ở trước đã nói, chứng được pháp môn thanh tịnh tu trị, tức là Bồ Tát tu chứng quả vị Hoan Hỷ Địa. Vì thành tựu pháp tịnh trị địa, vĩnh viễn không thối chuyển về hàng nhị thừa, cho nên nói, từ đây an trụ tại Hoan Hỷ Địa, lại tiếp tục tu chứng thứ lớp các pháp môn địa khác. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát chứng được Hoan Hỷ Địa, thành tựu đại thệ nguyện, đại dũng mãnh, đại nhân địa phát đại thệ nguyện mà người khác không thể làm. Ngài hay dùng trí huệ, dũng mãnh khéo léo để đạt đến mục đích, khiến cho chúng sinh có lợi ích, sinh đại tác dụng. Đối với Phật Pháp vi diệu, hay sinh ra trí huệ rộng lớn, thanh tịnh, có tánh lý giải và thấu hiểu quyết định, không có tơ hảo, nghi hoặc, đem hết thảy tất cả đồ cúng dường tốt nhất của Ngài có, cung kính cúng dường hết thảy chư Phật, chẳng có vị Phật nào mà không cúng dường. Tâm thành và pháp môn cúng dường rộng lớn đó, rộng đến khắp cùng pháp giới, không có một nơi nào mà không đến, rốt ráo giống như hư không. Bồ Tát chẳng phải ngẫu nhiên như vậy, hết thuở vị lai thời gian vô tận, vĩnh viễn đều không ngừng. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện tiếp thọ tất cả đại pháp luân mà Đức Phật truyền, tiếp tục thuyết pháp, lại nguyện tiếp thọ tất cả giác đạo của Phật, thường thường tu tập, lại nguyện đối với giáo pháp của chư Phật nói, thầy đều hộ trì, lại nguyện thọ trì pháp môn của chư Phật nói. Bồ Tát phát nguyện lớn đó, rộng lớn để khắp pháp giới, rốt ráo giống như hư không, về thời gian hết thuở vị lai vô cùng vô tận, số kiếp, Ngài đều không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, hy vọng hết thảy thế giới đều có Phật xuất hiện ra đời, nơi nơi Phật Pháp hương long. Đức Phật từ cung trời đâu xuất, hàng sinh xuống nhân gian, từ lúc nhập thai mẹ, trụ thai mẹ, sinh ra, xuất gia tu hành, thành đạo rồi, thuyết pháp và niết bàn, thị hiện quá trình tám tướng thành đạo này. Ngài đều đi đến gần gũi, thừa sự cúng dường, làm thượng thủ chúng sinh trong pháp hội, thọ hành chánh pháp, ở khắp mọi nơi, đồng một thời gian chuyển bánh xe pháp, rộng lớn đến khắp cùng pháp giới, rốt ráo như hư không, tận cùng vô lượng kiếp số, đều không ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả hạnh Bồ Tát rộng lớn vô lượng, không hoại không tạp, nhiếp thọ các ba la mật, tịnh trị các địa, tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại tướng, hết thảy hạnh Bồ Tát đều nói như thật, giáo hóa tất cả, khiến cho họ tiếp thọ tu hành, tâm được tăng trưởng, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả cõi chúng sinh có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh ẩm thấp, hóa sinh ra, thuộc về ba cõi và trong sáu nẻo, tất cả chỗ sinh,
nhập các danh sắc. Các là như vậy tôi đều giáo hóa, khiến cho họ vào trong Phật Pháp, khiến cho họ vĩnh viễn giết tất cả cõi thế gian, khiến cho họ an trụ trí đạo như thiết trí, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số, không có ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả hạnh của Bồ Tát tu đều rộng lớn, không thể nào lường được, bao quát tất cả, không bị thiên ma ngoại đạo phá hoại, cũng chẳng có nhân tố thiện ác xen tạp vào bên trong, đều nhiếp trì các ba la mật với nhau, đem những công đức đó trợ giúp tu hành pháp thập địa thanh tịnh. Tất cả sự vật thành nhân như tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại tướng, đạo lý chân thật như vậy, với tất cả hạnh của Bồ Tát tu, tôi đều giải nói cho chúng sinh, giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến cho họ tiếp thọ và lãnh ngộ được tu hành chân thật, khiến cho tâm Bồ Đề thanh tịnh, nhờ đó mà tăng trưởng. Tâm nguyện đó cũng rộng lớn đến khắp cùng pháp giới, chốt giáo giống như hư không, hết thuở vị lai kiếp số vô tận, tôi cũng không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả cõi chúng sinh, như chúng sinh có sắc, như chúng sinh không có sắc, chúng sinh có tưởng, chúng sinh không tưởng, chúng sinh chẳng có tưởng, chúng sinh chẳng không tưởng, sinh bằng trứng, bằng thai, ẩm thấp, hóa sinh, đủ các loài chúng sinh khác nhau như vậy, phàm là thuộc về ba cõi trong sáu nẻo luân hồi, nơi sinh các loài, cùng với sự nhiếp thọ danh sắc các loài chúng sinh đó, tôi đều phải đi giáo hóa họ, khiến cho họ thâm nhập Phật Pháp, y giáo phụng hành vĩnh viễn vượt khỏi sáu nẻo luân hồi, khiến cho họ an trụ trong thánh đạo, trí huệ nhất thiết trí. Tâm nguyện đó cũng rộng lớn, đến khắp cùng pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp thời gian, tôi cũng không ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả thế giới rộng lớn vô lượng, thổ tế, loạn trụ, đào trụ, tránh trụ, hoặc vào hoặc đi hoặc đến, khác nhau, như lưới đế thích, mười phương vô lượng đủ thứ khác nhau, trí đều thấu rõ, hiện tiền thấy biết, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện mỗi thế giới bất luận là ngửa, úp, dài, vuông, đều rộng lớn như vậy, bất luận có bao nhiêu, trong đó có thổ, có tế, có loạn trụ, chẳng có thứ tự, lại có đảo trụ, điền đảo, có tránh trụ, ngay thẳng, rất có quỷ cụ, có người, thường thường có hành động, có rất nhiều biến hóa, thể đều khác nhau, giống như lưới la tràng trên cung điện của trời đế thích, thể đều khác nhau, hình trạng đủ thứ sự khác biệt trong mười phương, nhưng trí huệ của Bồ Tát đều thấu rõ, minh bạch giống như hiện ra ở trước mắt, trí huệ nguyện vọng đó cũng rộng lớn khắp cùng pháp giới, rốt ráo giống như hư không, hết thuở vị lai tất cả kiếp số vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả cõi nước vào một cõi nước, một cõi nước vào tất cả cõi nước, vô lượng cõi Phật khắp đều thanh tịnh, những đồ vật sáng chói dùng để trang nghiêm lìa tất cả phiền não, thành tựu thanh tịnh đạo, chúng sinh vô lượng trí huệ để dẫy trong đó vào khắp cảnh giới chư Phật rộng lớn, tùy tâm chúng sinh mà thị hiện, đều khiến cho họ hoan hỉ, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả vô số kiếp không ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện với tất cả Bồ Tát đồng một trí hạnh, không có thủ ghét, tích tập các căn lành, tất cả Bồ Tát bình đẳng một duyên, thường cùng tụ hội không xả lìa nhau, tùy ý có thể hiện đủ thứ thần Phật, tự tâm mình nhậm vận, biết được cảnh giới oai được trí huệ của tất cả Như Lai, đã được thần thông như ý không thối chuyển, du hành tất cả thế giới, hiện thân trong tất cả chúng hội, vào khắp tất cả nơi sinh, thành tựu đại thừa không nghĩ bàn, tu Bồ Tát hạnh rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả vô số kiếp không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, hy vọng hết thảy cõi nước biến làm một cõi nước, một cõi nước lại biến làm tất cả cõi nước. Đây là hữu tướng viên dùng vô ngại, tường tức tường nhập tác dụng pháp tánh. Hết thảy cõi Phật đều trở thành cõi Phật thanh tịnh, các đồ vật sáng chói dùng ánh sáng thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật, để tất cả phiền não chẳng còn tham sân si ba độc, thành tựu thánh đạo giới định huệ thanh tịnh, có vô lượng vô số Bồ Tát đủ đại trí huệ và chúng sinh có trí huệ để dẫy trong cõi nước đó, mọi người đều chứng được cảnh giới của chư Phật, thường tùy thuận tâm niệm chúng sinh mà vì họ thị hiện tất cả cảnh giới, khiến cho hết thảy chúng sinh được hoan hỷ. Thứ tâm nguyện này cũng rộng lớn, đầy khắp pháp giới, rốt ráo như hư không, hết tuổi vị lai, tất cả số kiếp cũng không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện thường với tất cả Bồ Tát trí đồng đạo hợp, tu hành với nhau,
thường giúp lẫn nhau, đó đây cũng không có ý nghĩ thù ghét lẫn nhau. Tích tập hết thảy căn lành với chúng Bồ Tát, thầy đều bình đẳng trong pháp duyên, tưởng tại một nơi cùng nhau tu hành, không có lìa nhau. Tùy ý niệm mỗi người hiện đủ thứ thần Phật trong tâm của mình, biết được hết thảy cảnh giới hít thần thông và trí huệ của chư Phật, đắc được thần thông biến hóa, tùy tâm như ý và không thối chuyển, du hành đến tất cả thế giới, tham gia hết thảy pháp hội các nơi, đi đến khắp các nơi của tất cả chúng sinh, thành tựu pháp môn đại thừa và tất cả vạn hạnh của Bồ Tát, tu hành không thể nghĩ bàn. Tâm nguyện này cũng rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai tất cả số kiếp, tôi cũng không ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện thừa không thối chuyển, thực hành hạnh Bồ Tát, nghiệp thân miệng ý đều không tổn hại. Nếu ai tạm thấy thì nhất định hiểu Phật Pháp, tạm nghe đến âm thanh thì được trí huệ chân thật. Nếu họ mới sinh niềm tin thanh tịnh thì vĩnh viễn dứt phiền não, được thụ thân như Đại Dược Vương, được thân như báu như ý. Tu hành tất cả hạnh Bồ Tát rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai tất cả kiếp số không ngừng nghỉ. Lại phát nguyện lớn, nguyện trong tất cả thế giới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không lìa nơi đầu sợi lông, nơi tất cả đầu sợi lông thầy đều thể hiện sơ sinh xuất ra, đến đạo tràng thành chánh giác, truyền bánh xe pháp vào niết bàn, được cảnh giới sức đại trí huệ của Phật, ở trong niệm niệm tùy theo tất cả tâm chúng sinh thể hiện thành Phật, khiến cho họ được tịch diệt. Dùng một thứ bồ đề biết tất cả pháp giới tức tướng niết bàn, dùng một âm thuyết pháp khiến cho tất cả tâm chúng sinh đều hoan hỷ, thể hiện vào đại niết bàn mà không dứt hạnh Bồ Tát, thể hiện bậc đại trí huệ an lập tất cả pháp, dùng pháp trí thông, thần túc thông, viễn thông tự tại biến hóa đầy khắp tất cả pháp giới, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai tất cả kiếp số không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, hy vọng thừa pháp luân không thối chuyển, tu pháp môn của Bồ Tát tu hành, thân miệng ý ba nghiệp đều thanh tịnh, không tạo nghiệp ác, chẳng có tội lỗi. Giả như có người tạm thời thấy được Bồ Tát thì nhất định sẽ trồng xuống căn lành, minh bạch Phật Pháp, tạm thời nghe được âm thanh của Bồ Tát thì sẽ đắc được trí huệ chân thật giống như bảo bối. Nếu tâm tình thành tịnh của họ vừa mới phát sinh thì có thể vĩnh viễn dứt trừ phiền não, đắc được thụ thân giống như Đại Dược Vương, hay trị bệnh chúng sinh, lại có thể đắc được thân thể giống như báu như ý. Tu tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành, tâm nguyện đó cũng rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết kiếp thuở vị lai cũng không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại phát nguyện lớn, hy vọng chúng sinh toàn thế giới đồng thời đều chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không lìa khỏi một đầu sợi lông, và tất cả nơi đầu sợi lông đều có thể thị hiện từ cung trời đâu xuất hàng sinh xuống nhân gian, xuất ra học đạo đến các đạo tràng ở dưới cội bồ đề, thành đẳng chánh giác, truyền bánh xe pháp, thuyết pháp độ chúng sinh, cuối cùng vào niết bàn. Khắp trong pháp giới, nơi mỗi đầu sợi lông rất nhỏ đều ở trong đó thể hiện tám tướng thành đạo, đắc được cảnh giới như Đức Phật, như lực đại trí huệ của Phật, ở trong mỗi niệm tùy theo tâm niệm chúng sinh thể hiện thành Phật, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được vui tịch diệt. Dùng một thứ chánh giác thì biết tất cả pháp giới giống như một tướng đại niết bàn, dùng một thứ âm thanh thuyết pháp khiến cho hết thảy chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, tùy thể hiện vào đại niết bàn nhưng vẫn không dứt hành Bồ Tát đạo trên thế giới này, thể hiện bậc đại trí huệ. Bậc đại trí huệ tức là Phật trí, vì hay sinh vạn vật, hay lãnh vạn hạnh, cho nên hay an lập tất cả, khiến cho chúng sinh biết tất cả, nương vào đại trí huệ mà an lập, dùng ý nghĩa pháp trí thông, biết rõ tướng pháp không tánh mà sinh trí huệ thần thông. Thần túc thông là nơi thân mình hiện hiện kiếp sinh trụ, diệt dài ngắn, tùy tâm tự tại. Huyễn thông là chuyển biến việc bên ngoài, đầu chẳng tùy theo ý muốn của tâm, vận dụng tự tại, biến hóa vô cùng, đầy khắp hết thảy pháp giới. Tâm nguyện đó cũng rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai tất cả kiếp số cũng không ngừng nghỉ. Phật tử, Bồ Tát trụ hoan hỷ địa, phát thể nguyện lớn như vậy, đại dũng mãnh như vậy, đại tác dụng như vậy, dùng 10 nguyện môn này làm đầu, đầy đủ trăm vạn A Tăng Kỳ đại nguyện. Phật tử đại nguyện này dùng 10 cầu tận mà được thành tựu. Những gì là 10? Đó là cõi chúng sinh tận, thế giới tận, cõi hư không tận, pháp giới tận, cõi niết bàn tận, cõi Phật xuất hiện tận, cõi Như Lai trí tận, cõi tâm sở duyên tận, cõi Phật trí vào cảnh giới tận, thế gian chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển tận. Nếu cõi chúng sinh tận, nguyện của tôi mới tận. Nếu thế giới cho đến thế gian chuyển, pháp chuyển,
cõi trí chuyển tận thì nguyện của tôi mới tận. Mà cõi chúng sinh không thể tận, cho đến thế gian chuyển, cõi pháp luân trí chuyển không thể tận, nên đại nguyện căn lành này của tôi không cùng tận. Bồ Tát Kim Cang Tạng: E rằng các vị Bồ Tát có lúc phóng dật hoặc không chú ý nghe Ngài nói pháp môn trong Kinh Hoa Nghiêm, lại xưng một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị biết Bồ Tát tu chứng được hoan hỷ địa rồi, Ngài đã tu được đủ thứ căn lành, thành tựu đủ thứ công đức ba la mật, đã đến địa vị ở bên kia, cho nên Ngài lúc nào cũng đều sinh tâm đại hoan hỷ, phát ra những đại nguyện như ở trước đã phát ra. Ngài hay dùng tâm đại dũng mãnh đã phát ra. Pháp môn chúng sinh không dám tu hành mà Ngài dám tu hành, việc chúng sinh không dám làm mà Ngài dám đi làm, giống như đủ thứ đại tác đại dụng ở trước có nói, Ngài đều dùng 10 đại nguyện làm hàng đầu để đầy đủ. Ngài ở trong trăm vạn a tăng kỳ kiếp phát ra tất cả đại nguyện, tất cả đại nguyện cũng y vào 10 đại nguyện này mà hoàn thành. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Đại nguyện này là Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, dùng 10 câu tận mà được thành tựu. Chữ tận ở đây nghĩa là không thể đoạn tận. 10 câu này là dùng 10 hạng không thể tận được làm ví dụ, 10 đại nguyện không cùng tận làm tỷ lượng. Những gì là 10 thứ? Đó là cõi chúng sinh tận, thế giới cũng cùng tận, cõi hư không cũng tận. Ba điều này nói về thế gian. Pháp giới cũng tận, cõi niết bàn cũng chẳng còn, cõi Phật xuất hiện tận, cũng chẳng có Phật xuất hiện ra đời. Ba điều này là nói về Pháp. Trí huệ Như Lai cũng chẳng có, trong tâm cũng chẳng có sự tưởng tượng, chỗ nương tựa cũng chẳng có, trí huệ của Phật chứng được, sự thấu hiểu, minh bạch, cảnh giới đó cũng chẳng có. Ba điều này nói về Phật trí. Thế gian chuyển, chữ chuyển ở đây nghĩa cũng là ý nghĩa không thể tận. Pháp chuyển, cõi trí chuyển tận, những điều này đều chuyển tận, chẳng còn nữa, cõi chúng sinh ở trên đều tận, thì tâm nguyện của tôi mới xong được. Nếu như thế giới cho đến thế gian chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển tận, thì nguyện của tôi mới tận. Bởi chúng sinh và thế gian chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển vân vân không thể cùng tận, cho nên đại nguyện này của tôi cũng không thể cùng tận, vĩnh viễn tồn tại, căn lành tu được cũng không cùng tận. Phật tử, Bồ Tát phát nguyện lớn như vậy rồi, liền được tâm lợi ích, tâm nhu nhuyễn, tâm tùy thuận, tâm tịch tĩnh, tâm điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhận trạch, tâm không động, tâm không trược, trở thành người có niềm tin thành tịnh, có niềm tin công dụng, tin bổn hạnh chỗ vào của Như Lai, tin thành tựu các ba la mật, tin vào các bậc thủ thắng, tin thành tựu lực, tin đầy đủ không sợ hãi, tin sinh trưởng Phật pháp bất cộng không thể hoại, tin Phật pháp không nghĩ bàn, tin sinh ra cảnh giới Phật trung đạo không rơi vào hai bên, tin tùy thuận vào vô lượng cảnh giới của Như Lai, tin thành tựu quả, tóm lại tin tất cả hạnh Bồ Tát cho đến trí địa thuyết lực của Như Lai. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Bồ Tát phát ra những nguyện lớn ở trên rồi thì đắc được 10 tâm tin, tâm lợi ích. Trước khi Bồ Tát chưa phát nguyện lớn, muốn lợi ích chúng sinh không phát tâm, muốn làm cũng làm không được vì chẳng có sức lực. Sau khi phát những nguyện lớn đó rồi, trong vô hình Ngài tăng thêm sức lực trợ giúp chúng sinh. Tâm nhu nhuyễn vì có sức lực tâm nguyện, biến tâm cang cường quá khứ thành tâm nhu nhuyễn đối với chúng sinh cũng nhẫn nại được, cũng hòa khí giáo hóa chúng sinh thì tự nhiên thân tâm điều phục mà không sinh phiền não. Tâm tùy thuận, người chưa phát tâm Bồ Đề, người không hành Bồ Tát đạo đều ưa thích sai khiến người khác, muốn người khác phải nghe mình chỉ huy. Nhưng sau khi phát nguyện lớn rồi thì biết phải tùy thuận chúng sinh, sau đó mới khiến cho chúng sinh tùy thuận, không còn thành kiến về cái ta thì chẳng còn chấp cái ta nữa. Tâm tịch tĩnh, luôn luôn tâm bình khí hòa, chẳng có phiền não, không mang chỗ ồn ào yên lặng để dụng công tu hành được, không bị ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài. Tâm điều phục, tại thế giới ta bà này, tất cả mọi người, mọi sự vật đều khó điều phục. Ở trong hoàn cảnh này, đừng nói đến điều phục chúng sinh, cho đến chính mình cũng khó điều phục. Sau khi Bồ Tát phát nguyện lớn rồi thì tự nhiên điều phục được thân tâm, cũng khéo léo điều phục chúng sinh. Tâm tịch diệt, các pháp từ xưa đến nay thường vắng lặng. Nếu tâm mình không biết vắng lặng thì làm sao vật bên ngoài vắng lặng được. Sau khi Bồ Tát phát nguyện lớn rồi, biết rõ các pháp vắng lặng, tâm khiêm hạ. Trước khi chưa phát nguyện lớn thì thường dễ phạm mau bệnh cống cả ngã mạn, sinh ra nhiều phiền não vô vị. Phát nguyện lớn đó rồi,
thì những tập khí không tốt đó tự nhiên tiêu trừ, tiểu cống cao ngã mạn biến thành khiêm hòa, tâm nhuận trạch. Vì có sức lực tâm nguyện lớn rồi, trong tâm thường cảm thấy thư thới, như thấm nhận cam lồ, chẳng còn cảm giác phiền muộn khô khan, tâm bất động. Niệm động trăm sự có, niệm dừng vạn sự không. Không sinh tạp niệm thì chẳng còn vọng tưởng phiền não, tâm niệm thanh tịnh thì trí huệ tự nhiên sinh ra trợ giúp vạn hạnh. Tâm không trược thì có nguyện lớn như vậy, tâm niệm thanh tịnh thì còn có tâm trược, tâm ô nhiễm chăng? Có những tâm tin nguyện lực ở trên thì thành tựu một bậc đức hạnh có tâm tin thanh tịnh. Công dụng tâm tin đó khiến cho nhập vào được hạnh bổn lai của Phật tu hành. Do tin mà thành tựu 13 la mật, do tin vào được địa vị thập địa thủ thắng, do tin mà thành tựu sức thần thông, do tâm tin cũng đầy đủ tất cả sức không sợ hãi. Trong kinh nói, niềm tin là mẹ, nguồn gốc của công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành. Tin hay sinh trưởng Phật Pháp mà ngoại đạo không thể phá hoại được. Tin không thể dùng lời nói hình dung, không thể tưởng tượng được chân lý của Phật nói. Tin cảnh giới Phật nói ra không rơi vào hai bên, vì cảnh giới của Phật mọi thời mọi lúc, nơi nào chốn nào cũng không chấp vào không, không rơi vào không, không chấp vào có, không rơi vào có. Đức Phật đề xướng trung đạo, hay tin thì tùy thuận nhập vào cảnh giới không hạn lượng của Phật, tin hay thành tựu tất cả quả vị. Tóm lại đưa ra một điểm quan trọng là tin tất cả pháp môn và nhân quả của Bồ Tát tu hành cho đến đạt được bậc trí huệ của Như Lai, đó đều là do sức tin sinh ra. Phật tử Bồ Tát đó lại nghĩ như vậy, chánh pháp của chư Phật thâm sâu như vậy, tịch tĩnh như vậy, tịch diệt như vậy, không như vậy, vô tướng như vậy, vô nguyện như vậy, không nhiễm như vậy, vô lượng như vậy, rộng lớn như vậy, mà các phàm phu xa vào tà kiến, vô minh che lấp, dựng tràng cao, kiêu mạn, và trong lưới khát ái, đi vào rừng rậm rua rối, không tự ra được. Tâm tương ứng với sàn thảm đố kỵ không sàng bỏ được, luôn tạo nhân duyên thọ sinh trong các cõi. Tham sân si gây thành các nghiệp ngày đêm tăng trưởng, dùng gió, phẫn hận, thổi lửa, tâm thức, cháy mạnh không ngừng. Phàm tạo ra các nghiệp đều điên đảo tương ứng với dòng tham dục, dòng hiểm động, dòng vô minh, dòng tà kiến, khởi hạt giống tâm ý thức liên tục, và trong ruộng ba cõi lại sinh mầm khổ, đó là danh sắc cùng sinh không lìa. Do danh sắc mà tăng trưởng, sinh ra sáu xứ tụ lạc, ở trong sự tương đối sinh ra xúc, vì xúc nên sinh ra thọ, do thọ nên sinh ra ái, ái sinh trưởng nên sinh ra thủ, thủ tăng trưởng nên sinh ra hữu, hữu sinh nên có sinh già bệnh chết ưu bì khổ não. Chúng sinh như vậy, sinh trưởng khổ tụ tập, trong đó đều không, đìa cái ta của ta, không biết không giác, không làm không thọ, như cỏ cây đá vách cũng như hình bóng, rõ ràng các chúng sinh không giác, không biết. Bồ Tát thấy các chúng sinh tụ tập khổ như vậy, không được thoát khỏi, cho nên bèn sinh đại bi trí huệ, lại nghĩ như vậy, các chúng sinh đó, tôi phải cứu họ, đặt đè họ nơi an lạc rốt ráo, do đó bèn sinh đại tử trí huệ quang minh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Bồ Tát chứng được hoan hỷ địa lại nghĩ như vậy, chánh pháp nhãn tạng của chư Phật đã thâm sâu như vậy, sâu giống như biển cả không thấy được đáy, tịch tĩnh như vậy, bổn thể của pháp là tịch tĩnh, chẳng bị bất cứ cảnh giới bên ngoài nào lay động mà còn vắng lặng, chẳng có hình tướng có thể thấy, cũng giống như hư không vô lượng vô biên, chẳng có tướng trạng nhất định, cũng chẳng có nguyện gì, tất cả đều không, cũng không có bất cứ ô nhiễm và chỗ chấp. Pháp thể không thể hạn lượng như vậy, rộng lớn không có bờ mé. Rõ ràng một số phàm phu xa vào tư tưởng tà tri tà kiến, làm việc điên đảo, không biết tu hành, vô minh giống như mây đen trong hư không che lớp ánh sáng mặt trời, tự mình dựng lên tràng cao kiêu mạn, vào sâu trong lưới khát ái, đi vào trong rừng rậm xiểm lịnh rua rối, không biết cách nào thoát ra được. Tâm tánh ràng buộc với sàn tham đố kỵ không buông bỏ được, vĩnh viễn tự tạo nhân duyên thọ sinh ở trong bốn đường ác. Vì vô minh nên sinh ra tư tưởng tham vọng, sân hận, ngu si, làm ra đủ thứ nghiệp quả, ngày tháng tích lũy tăng trưởng không ngừng, sinh khởi gió tà phẫn hận, thổi động tâm thức lửa tà thiêu đốt không ngừng, phàm làm gì cũng đều điên đảo không hợp pháp lý, tùy thuận tham dục ở trong ba cõi, thuận theo dòng hữu lậu, theo vô minh, chạy theo kiến hoặc. Những hạt giống đó ở trong tâm ý thức sinh khởi liên tục không ngừng, đất nghiệp ba cõi lại sinh ra mầm thống khổ. Đó là 12 nhân duyên mà Đức Phật đã nói. Thứ nhất là vô minh, do vô minh điên đảo mà sinh ra hành, tức là hành vi ái dục,
có hành vi rồi, thì sinh ra hạt giống ý thức. Do hạt giống ý thức gieo xuống ruộng ba cõi để sinh ra mầm khổ. Mầm khổ đó tức là danh sắc. Danh sắc ví như nam nữ. Do danh sắc mà sinh ra sáu nơi tụ lạc. Sáu nơi tụ lạc là chỉ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thần ý, còn gọi là lục nhập. Lục nhập vào trong sáu căn, sáu căn sáu trần cùng tiếp xúc nhau sinh ra sáu thức, nên còn gọi là lục xứ. Tụ lạc tức là lục nhập cùng lớn lên trong thai mẹ, do đó sinh ra xúc trần. Do xúc trần lại sinh ra lãnh thọ, do lãnh thọ mà sinh ra ái dục. Do ái dục tăng trưởng lại sinh ra thủ, do thủ sinh ra hữu, do hữu sinh ra sinh. Do sinh nên có sinh giả bệnh chết, yêu bì khổ não theo đó mà ra. Chúng sinh giống như vậy, sinh trưởng thành tụ lạc của khổ. Tuy nhiên thuyết pháp như vậy, nếu minh bạch được đạo lý này thì tất cả đều không, cuối cùng trở về huyễn diệt mà lìa khỏi cái ta và của ta, thì vô tri vô giác. Bổn thân của 12 nhân duyên tức là vô tri vô giác, không có kẻ làm cũng không có kẻ thọ, giống như cỏ cây đá vách. Hiểu được đạo lý này, tất cả như hình bóng, song chúng sinh ở giữa họ cũng không giác không ngộ, không biết vốn là không. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh sinh diệt ở trong 12 nhân duyên, do ái dục ràng buộc, thọ khổ không thể thoát khỏi, do đó mà sinh khởi tâm đại bi trí huệ. Lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh tôi phải cứu họ, đặt để họ ở nơi an vui khoái lạc không có khổ, cho nên sinh ra tâm đại từ mà phát ra trí huệ quang minh. Phật tử khi đại Bồ Tát tùy thuận đại từ đại bi như vậy, dùng tâm sâu nặng trụ sơ địa, thì tất cả mọi vật không sẻ tiếp cầu đại trí huệ của Phật tu hạnh đại xả. Phàm là những gì mình có, tất cả đều bố thí được, như là tiền tài, lúa gạo, kho tàng vàng bạc, mani châu báu, lưu ly trang sức, ngọc ngà san hô, các thứ vật, chân báu, chuỗi, trang nghiêm, thần, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ, nhân dân, thành ấp tụ lạc, vườn rừng lâu đài, thê thếp, con cái, quyến thuộc trong ngoài, cùng với những đồ chơi quý báu khác, đầu mắt tay chân, máu thịt, xương tủy, tất cả bộ phận thân thể đều không tiếc vì cầu trí huệ rộng lớn của chư Phật. Đó gọi là thành tựu hạnh đại xả của Bồ Tát trụ nơi sở địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng, vì biết Bồ Tát thường trụ ở trong định, do đó lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, ngài luôn luôn tùy thuận tâm đại từ đại bi hành đạo. Vì đại bi cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đại từ ban cho chúng sinh an vui chân chánh, dùng tâm thâm sâu không thể dò, tâm thận trọng nghiêm cẩn trụ nơi sở địa, hoàn hỷ địa. Đối với bất cứ vật chất quý trọng gì cũng đều không có tâm tham luyến và sẻn tiếc, đều có thể tùy duyên bố thí cho người khác. Ngài chỉ nghĩ cầu được đại trí huệ giống như Đức Phật, cho nên ngài tu hành pháp môn bố thí lớn, phạm là những gì ngài có thể đều xả bỏ bố thí hết. Bất luận tiền tài, lúa gạo, kho tàng vàng bạc, châu mani, châu báu, lưu ly, đồ trang sức, đá quý, san hô, các thứ báu vật, hoặc là vật trang sức, chuỗi ngọc, trang nghiêm thân thể, khiến cho người hiền bày sự cao quý. Cùng với những vật dụng hàng ngày như voi, ngựa, xe cộ quý giá, người hầu thông minh lanh lẹ và nhân dân, thành quách, nông thôn, tụ lạc thuộc về của mình, vườn rừng, đình đài, lầu các, chỗ ở, thậm chí vợ thiếp, con trai con gái, quyến thuộc trong ngoài của mình, cùng với hết thảy những đồ chơi quý giá khác, đều bố thí hết. Tức khiến cho có người đến xin nội tài của ngài như đầu mắt tay chân, máu thịt, xương cốt, phàm là những gì thuộc về thân, ngài cũng đều không sẻn tiếc, tất cả đều xả bỏ được. Bồ Tát tu đại bố thí như vậy, chỉ vì cầu đại trí huệ rộng lớn của chư Phật, đó là thành tựu căn lành công đức, hạnh đại xả của Bồ Tát lúc trụ nơi sở địa. Phật tử, Bồ Tát dùng tâm từ bi đó đại bố thí vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, cầu thêm các việc lợi ích thế gian và xuất thế gian không nhàm mỏi, nên được thành tựu tâm không nhàm mỏi. Được tâm không mỏi nhàm rồi, nơi tất cả kinh luận tâm không khiếp nhược, vì không khiếp nhược nên liền được thành tựu nhất thiết trí kinh luận. Được trí đó rồi, khéo hay so lường việc nên làm hay không nên làm, nơi tất cả chúng sinh thượng trung hạ, tùy theo sự độ được, tùy sức lực, tùy theo tập quán của họ mà thực hành như vậy. Cho nên Bồ Tát được thành tựu thế trí. Thành tựu thế trí rồi, biết thời biết lượng, dùng sự hổ thẹn trang nghiêm, sinh tu đạo tự lợi lợi tha. Do đó thành tựu sự hổ thẹn trang nghiêm, ở trong hạnh đó sinh tu hạnh thoát khỏi ba cõi không còn thối chuyển, thành tựu sức kiên cố. Được sức kiên cố rồi,
Xin cúng dường chư Phật đối với pháp Phật dạy, theo lời nói mà thực hành. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Hoàn Hỷ Địa phát đại tâm nguyện, đại từ đại bi đại bố thí là vì cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho được lìa khổ, ái hộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an vui. Do đó ngài lại cầu thêm một bước nữa: làm thế nào tại thế gian lợi ích chúng sinh, lại làm thế nào lợi ích chúng sinh xuất thế gian. Luôn luôn tu hạnh Bồ Tát này chưa từng sinh tâm nhàm mỏi, như vậy lâu dần sẽ thành tựu tâm rất tự nhiên, chẳng có sự nhàm mỏi. Đạt được tâm không nhàm mỏi rồi thì gieo xuống sức tinh tấn không giải đãi đối với tất cả kinh điển luận thuyết đại thừa, càng không có tâm sợ hãi khiếp nhược làm chướng ngại, cũng chẳng sợ Phật pháp như biển cả, không dám đi nhiếp thọ. Phàm là kinh điển của Phật nói, một khi thấy thì mắt sẽ tỏ rõ, chiếu thấu thật tướng các pháp và sâu tạng kinh, trí huệ như biển, thành tựu trí huệ nghiên cứu tất cả kinh luận. Bồ Tát đắc được trí huệ và sâu tạng kinh, trí huệ như biển rồi. Đối với tất cả sự lý, kế hoạch đều rất tỉ mỉ, nghĩ việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm đều phân biệt nhận thức được rõ ràng. Gặp chúng sinh thượng căn thượng trí, chúng sinh trung căn trung ký, trung trí hạ căn ngu si, ngài đều tùy theo sức của mình hiểu rõ ưa thích chán ghét tập tánh của chúng sinh, nên dùng phương pháp và thân phận gì mới có thể độ được họ, đều tùy thuận giáo hóa chúng sinh. Vì Bồ Tát đã thành tựu trí huệ thế gian pháp, Bồ Tát thành tựu trí huệ thế gian rồi, có được quyết định biết thời biết lượng, biết rõ cơ duyên của tất cả chúng sinh đã thành thục chưa, những chúng sinh đó đáng được độ trước nên dùng pháp gì, những chúng sinh cơ duyên chưa thành thục thì chưa nên độ. Tùy thời ngài đều cảnh sách chính mình, phát tâm hổ thẹn, dùng sự hổ thẹn để trang nghiêm chính mình, tu phước tu huệ, tích tụ phước đức, tinh tấn xin tu tất cả đạo lý thánh giáo lợi mình và lợi người, do đó mà thành tựu hạnh tam quý, tự trang nghiêm công đức trong sự tu hành hạnh môn đó, tinh tấn tu tập pháp môn thoát khỏi ba cõi thì sẽ không thối chuyển để vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu sự tu hành kiên cố thắng tấn không thối lùi. Đắc được sự kiên cố đó rồi thì ân cần cúng dường tất cả chư Phật, đối với tất cả giáo pháp của Phật nói, ngài đều theo lời nói mà tu hành. Phật tử Bồ Tát thành tựu 10 pháp tịnh các địa như vậy, đó là tìm bì từ xả không có nhàm mỏi, biết các kinh luận, khéo hiểu pháp thế gian, sức hổ thẹn kiên cố, cúng dường chư Phật, y giáo phụng hành. Phật tử Bồ Tát trụ hoan hỷ địa này rồi, nhờ đại nguyện lực, thấy được nhiều đức Phật, đó là thấy nhiều trăm vị Phật, nhiều ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị Phật, nhiều ước vị Phật, nhiều trăm ước vị Phật, nhiều ngàn ước vị Phật, nhiều trăm ngàn ước vị Phật, nhiều ước na do tha vị Phật, nhiều trăm ước na do tha vị Phật, nhiều ngàn ước na do tha vị Phật, nhiều trăm ngàn ước na do tha vị Phật, đều dùng tâm lớn thâm sâu cung kính tôn trọng thừa sự cúng dường, y phục thức ăn uống tòa cụ thuốc men tất cả vật tư xanh đều đem dâng cúng, cũng đem cúng dường đến tất cả chúng tăng, đem căn lành này thầy đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, tất cả những điều đã nói ở trên, Bồ Tát tu hành thành tựu 10 pháp tịnh trị các địa, đó là phải tin tất cả đạo lý mà Đức Phật đã nói, cứu độ chúng sinh trong khổ nạn, bàn trò niềm an vui chân chánh mà thực hành đại bố thí, như đây tu hành mà không sinh nhà mỏi, vào sâu tạng kinh thấu hiểu tam tạng 12 bộ đối với pháp thế gian cũng rất thông đạt, mà khéo vận dụng phương tiện, có sức hổ thẹn kiên cố, cúng dường tất cả chư Phật, y theo lời Phật nói, thiết thật tu hành. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu chứng được sơ địa, hoàn hỷ địa, vì ngài có đủ thứ đại nguyện lực, cho nên ngài có thể thấy được rất nhiều vị Phật, nhiều đến không cách trì tính đếm được, đó là thấy nhiều trăm vị Phật, nhiều ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị Phật, nhiều ức vị Phật, nhiều trăm ức vị Phật, nhiều ngàn ước vị Phật, nhiều trăm ngàn ước vị Phật, nhiều ước na do tha vị Phật, nhiều trăm ước na do tha vị Phật, nhiều ngàn ước na do tha vị Phật, nhiều trăm ngàn ước na do tha vị Phật. Tóm lại, dù có tính toán cũng không biết được. Bồ Tát Sơ Địa đã có tùy tâm tự tại như vậy, tùy thời có thể thấy được cảnh giới của Phật. Các ngài tùy thời đều dùng tâm nguyện lớn nhất, tâm tin thâm sâu nhất, cung kính cẩn thận thừa sự ở trước các đức Phật cúng dường, y phục thức ăn uống tỏa cụ thuốc men và tất cả vật tư xanh cũng đều đem bố thí,
và cúng dường đến các vị hiền thánh tăng, đem căn lành công đức đó hồi hướng diệu giác Phật đạo vô thượng. Phật tử Bồ Tát đó do cúng dường chư Phật mà được thành tựu pháp chúng sinh, dùng hai nhiếp trước bố thí và ái ngữ để nhiếp lấy chúng sinh, hai pháp nhiếp sau chỉ dùng sức tín hiệu mà thực hành chứng chưa thông đạt. Bồ Tát này ở trong 10 ba la mật thì đàn ba la mật được tăng thượng, còn các ba la mật khác cũng tu hành nhưng tùy sức tùy phần. Bồ Tát này tùy theo sự siêng tu cúng dường các đức Phật giáo hóa chúng sinh, đều tu hành pháp thành tịnh địa, hết thảy căn lành đều đem hồi hướng về bậc nghĩa thiết trí, dần dần sáng tịnh đều nhu thành tựu tùy ý kham dùng. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát này chứng được hoan hỷ địa, vì rộng tu cúng dường chư Phật nên đắc được công đức thành tựu bốn pháp nhiếp rộng độ chúng sinh, hai phương pháp ở trước nhiếp lấy chúng sinh, tức là bố thí ái ngữ. Bồ Tát rộng tu bố thí tất cả nội tài ngoại tài, ái ngữ tức là dùng tâm từ bi ái hộ chúng sinh, đối với họ nói những lời họ thích nghe, chẳng có tầm thích ghét, khéo dùng phương pháp khéo léo phát tâm bồ đề bình đẳng rộng độ chúng sinh. Còn hai phương pháp kia tức là lợi hành đồng sự, lợi hành là dùng thiện hạnh có lợi cho chúng sinh, như thần miệng ý biểu hiện phương diện hành vi có lợi cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh nhờ đó mà sinh tâm gần gũi mà thọ sự giáo hóa. Đồng sự tức là Bồ Tát dùng pháp nhãn quan sát căn tánh chúng sinh, tùy theo sự cần thiết mà thị hiện thân hình, khiến cho chúng sinh thọ được đồng hóa mà độ thoát. Bồ Tát dùng sức tín hiệu của Ngài mà hành, còn có chỗ tu hành chưa hoàn toàn thông đạt. Trong 10 pháp môn ba la mật, Bồ Tát sơ địa tu bố thí ba la mật tăng thượng nhất. 10 ba la mật bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ phương tiện nguyện lực trí, còn 9 ba la mật kia cũng tu hành nhưng chỉ tùy sức của mình và nhân duyên mà hành. Bồ Tát này là chỉ vị Bồ Tát sơ địa, Ngài một phương diện tu hành, đồng thời cũng ân cần cúng dường chư Phật và giáo hóa chúng sinh. Ngài đều y cứ theo sự tu pháp môn thành tịnh thập địa, căn lành công đức tích tụ hoàn toàn hồi hướng về quả vị nhất thiết trí huệ, dần dần sáng tịnh, ngày càng tu hành tiến bộ từng bước, thân tâm tự tại trong ngoài điều nhu, tùy tâm ý của mình mà vận dụng Phật pháp giáo hóa chúng sinh. Phật tử ví như thợ vàng khéo léo luyện vàng, từ từ cho vào lửa, dần dần sáng tịnh, điều nhu thành tựu, tùy ý sử dụng. Bồ Tát cũng lại như vậy, cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sinh, đều vì tu hành pháp thành tịnh địa, hết thảy các lành đều hồi hướng về bậc nhất thiết trí, dần dần sáng tịnh, điều nhu thành tựu tùy ý kham dùng. Phật tử đại Bồ Tát trụ nơi sơ địa phải từ ở chỗ chư Phật Bồ Tát thiện trí thức tìm cầu thưa hỏi ở tướng và đắc quả trong địa này không có nhàm mỏi, vì muốn thành tựu pháp địa này nên cũng phải từ ở chỗ chư Phật Bồ Tát thiện trí thức tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả trong địa thứ hai không có nhàm mỏi, vì muốn thành tựu pháp địa này nên cũng phải tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả trong địa thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, như vậy không có nhà mỏi. Vì muốn thành tựu pháp địa này nên Bồ Tát này khéo biết các địa chướng đối trị, khéo biết địa thành hoại, khéo biết địa tướng quả, khéo biết địa được tu, khéo biết địa pháp thành tịnh, khéo biết địa địa chuyển hành, khéo biết địa địa xứ phỉ xứ, khéo biết địa địa thủ thắng trí, khéo biết địa địa không thối chuyển, khéo biết tịnh trị tất cả Bồ Tát địa cho đến chuyển nhập Như Lai địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, bây giờ tôi đưa ra một ví dụ, giống như người thợ làm vàng, họ dùng đủ thứ phương pháp cứ lần lượt đưa vàng vào trong lò lửa, mỗi lần thiêu đốt thì vàng càng sáng hơn một chút, càng đốt thì càng sáng, khử đi hết sạch những thứ tạp vật thì mềm mại không thể nào đứt gãy. Lúc đó thì tùy ý sử dụng, tùy theo ý của mình muốn làm gì cũng được, trang nghiêm Phật sự và trang sức tất cả mọi thứ. Bồ Tát cũng giống như vậy, Ngài tu trị tất cả pháp môn các địa, trước hết tu hạnh cúng dường chư Phật và dùng từ bi hỷ xả nhẫn nhục tinh tấn vân vân các ba la mật để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể tu hành pháp môn thập địa thành tịnh này. Tất cả căn lành tu hành thầy đều đem hồi hướng về quả địa nhất thiết trí huệ. Công phu tu hành pháp môn thập địa càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng sáng tịnh. Lúc đó Bồ Tát chẳng còn chút phiền não nào cả, lúc nào cũng từ bi hỷ xả, cũng nhẫn nhục được thành tựu pháp môn điều nhu nhẫn nhục,
tùy ý của mình muốn dùng pháp môn nào cũng được. Các vị đệ tử của Phật, tu Bồ Tát hạnh, đại Bồ Tát tích tụ đủ thứ căn lành trong thời kỳ chứng được hoàn hỷ địa, thì phải nương theo chư Phật, Bồ Tát và thiện tri thức không ngừng nghiên cứu, tư duy, sơ địa mà Ngài hiện tại đang tu tập có những tướng trạng gì và tương lai sẽ đắc được quả vị gì, có sự liên quan đến việc tu hành pháp môn điện này, như có sự nghi nan, tùy thời thưa hỏi chư Phật, đại Bồ Tát và thiện tri thức. Ngày ngày như vậy, tinh cần không giải đãi, cũng chẳng có tâm nhàm mỏi và tự mãn, vì muốn thành tựu pháp môn địa thứ hai, cũng phải nương theo chư Phật, đại Bồ Tát và thiện tri thức, nghiên cứu tìm cầu tướng trạng trong pháp môn địa thứ hai mà tu hành phải đi qua, và tương lai sẽ đắc được quả vị gì. Vì cậu được giải đáp những nghi nan này, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi tự mãn, vì muốn thành tựu pháp môn thập địa, càng phải thâm nhập nghiên cứu hướng về chư Phật, đại Bồ Tát và thiện tri thức, thưa hỏi tướng trạng và sự tu hành phải đi qua và quả vị các địa tu đắc được như thế nào, về địa thứ ba, địa thứ tư, địa thứ năm, địa thứ sáu, địa thứ bảy, địa thứ tám, địa thứ chín và địa thứ mười. Như vậy luôn luôn tinh cần tìm cầu, chưa từng nhằm mỏi và tự mãn, đó đều là vì muốn thành tựu pháp môn thập địa. Vị Bồ Tát này khéo hiểu biết sự tu hành pháp môn sơ địa có những chướng ngại gì, dùng phương pháp gì để đối trị, biết làm thế nào tu hành thành tựu pháp thập địa và nguyên nhân tại sao không thể tu chứng thành công, cũng minh bạch tất cả tướng trạng tu hành pháp môn thập địa phải đi qua và tương lai có thể chứng được quả vị, cũng biết phải tu hành như thế nào mới có thể tiến vào địa thứ hai, cũng biết pháp môn thập địa là vô thượng thành tịnh, cũng thể hội được nương vào thứ tự từng địa tuần tự dần dần tu hành từ sơ địa tiến vào pháp môn thập địa, cũng nhận thức được phương pháp tu hành của mỗi địa, làm thế nào mới là chánh quyết và dùng phương pháp gì có thể tránh được sự sai lầm, cũng biết được trí huệ và hạnh môn đặc biệt của mỗi địa, cũng chú ý đến mỗi địa đều có bí quyết phòng tránh để người tu hành không sinh tâm thối chuyển, cũng khéo biết dùng trí huệ để đối trị các chướng ngại phát sinh trong lúc tu để đạt được sự thành tịnh cho đến lần lượt đi qua chuyển vào Như Lai địa mà thành tựu quả vị Phật. Phật tử Bồ Tát khéo biết tướng địa như vậy, ban đầu nơi sơ địa khởi tu hành không ngừng như vậy cho đến vào địa thứ 10 không có đoạn tuyệt, nhờ đó các địa trí huệ quang minh nên thành tựu trí huệ quang minh của Như Lai. Phật tử ví như chủ buôn khéo biết phương tiện muốn đem các người đi buôn đi đến thành lớn, trước khi khởi hành thì trước hết hỏi lỗi lầm công đức giữa đường và chỗ trụ xứ có an nguy không, sau đó chuẩn bị đầy đủ tư lương làm việc đáng làm. Phật tử đại chủ buôn đó tuy chưa khởi hành mà biết được hết thảy tất cả việc an nguy giữa đường, khéo dùng trí huệ trên đường quan sát chuẩn bị chu đáo khiến cho không thiếu thốn, đem các thương gia đến thành lớn kia một cách an ổn, mình và mọi người đều không sầu lo hoạn nạn. Phật tử Bồ Tát chủ buôn cũng lại như vậy, trụ nơi sơ địa khéo biết chướng các địa để đối trị cho đến khéo biết tất cả địa thanh tịnh của Bồ Tát chuyển vào Như Lai địa, sau đó mới đủ phước trí tư lương đem tất cả chúng sinh đi qua nơi sinh tử hoang dã nguy hiểm đến thành Tát Bà Nhà an ổn, mình và chúng sinh không bị hoạn nạn. Cho nên Bồ Tát thường không giải đãi xin tu tịnh nghiệp thù thắng của các địa cho đến nhập vào trí địa của Như Lai. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tu hành như vậy, Ngài biết được mỗi địa có cảnh giới và tướng trạng khác nhau. Bắt đầu từ sơ địa, phát tâm sinh tu pháp môn thập địa, chưa từng gián đoạn, như vậy liên tục tu hành không ngừng, thẳng đến tiến vào địa thứ 10 chưa từng ngừng nghỉ. Do đó các địa đều tu chứng được trí huệ quang minh, nhờ đó mà thành tựu trí huệ quang minh giống như Đức Phật không khác. Các vị đệ tử của Phật, bây giờ tôi đưa ra một ví dụ để nói. Có một vị đại chủ buôn rất thông minh, cũng rất khéo léo vận dụng phương pháp phương tiện. Ông ta mang theo rất nhiều người buôn đi đến một thành lớn để buôn bán. Trước khi khởi hành, ông ta tìm hiểu biết được rõ ràng lộ trình sẽ đi qua nơi nào bình an và chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào nên nghỉ ngơi, chỗ nào không nên ở lại. Ông ta thấu suốt tình hình an nguy như vậy rồi mới kêu mọi người chuẩn bị tiền tài vật chất và dự bị tất cả những gì cần dự bị. Các vị đệ tử của Phật như vậy, vị đại chủ buôn tuy nhiên chưa từng đi qua lộ trình đó, nhưng ông ta biết rõ hết những sự việc an nguy trên con đường đó, cho nên ông ta vận dụng trí huệ quan sát các phương chuẩn bị chu toàn,
để tránh xảy ra trở ngại thiếu sót phát sinh ở giữa đường mới thuận lợi đưa những người buôn đó đến thành lớn. Như vậy chính mình và mọi người đều tránh khỏi sự lo lắng và hoạn nạn. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát cũng giống như người đại chủ buôn, khi trụ nơi sơ địa, thì Ngài biết mỗi địa phải đầy đủ tin hiểu như vậy, nên dùng phương pháp gì để tu trị, tiến vào mà biết tất cả các địa của Bồ Tát, tu hành hạnh thanh tịnh như thế nào mới có thể chuyển nhập vào quả vị của Phật. Sau đó, Ngài rộng tu các ba la mật, tích tụ tư lương phước đức trí huệ, giáo hóa chúng sinh, độ thoát chúng sinh khỏi khoáng dã sinh tử luân hồi, để khỏi nơi nguy hiểm thống khổ, đạt đến thành bằng phẳng trí huệ an ổn. Chính bản thân mình và chúng sinh mọi người đều chẳng có sự khổ nạn. Cho nên Bồ Tát luôn luôn không giải đãi, tinh tấn sinh tu pháp môn thanh tịnh thủ thắng của mỗi địa, và sinh tích tập các thứ đạo nghiệp thẳng đến tiến vào quả vị trí huệ của Phật. Phật tử, đó là lược nói về Đại Bồ Tát và môn Bồ Tát sơ địa. Nói rộng thì có vô lượng vô biên trăm ngàn a tăng kỳ sự việc khác biệt. Các vị đệ tử của Phật, đó là sơ lược nói về Đại Bồ Tát chứng nhập tất cả thật tại tình cảnh trong pháp môn Bồ Tát sơ địa. Nếu như muốn nói tỉ mỉ thì vô lượng vô biên sự tướng khác nhau, không cách chi nói hết được. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ sơ địa này phần nhiều làm vua cõi Diêm Phù Đà, hạ quý tự tại, thường hộ trì chánh pháp hay dùng đại bố thí nhiếp lấy chúng sinh, khéo trừ san tham cấu bẩn của chúng sinh, thường thực hành đại bố thí không cùng tận, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Như vậy tất cả các nghiệp làm ra đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không lìa niệm Tăng, không lìa niệm Bồ Tát đồng hạnh, không lìa niệm Bồ Tát hạnh, không lìa niệm các ba la mật, không lìa niệm các địa, không lìa niệm lực, không lìa niệm vô ý, không lìa niệm Phật Pháp bất cộng, cho đến không lìa niệm đầy đủ tất cả loại trí huệ nhất thiết trùng trí. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát chứng được quả vị sơ địa. Khi trụ tại sơ địa thì đa số hay làm vua cõi Diêm Phù Đà, tức là chuyển luân vương, hoặc là người đại phú quý, đời sống rất như ý tự tại, thường luôn luôn hộ trì chánh pháp, hay dùng đại bố thí, thường thực hành pháp môn đại bố thí để nhiếp lấy chúng sinh, cũng biết dùng phương pháp giáo hóa chúng sinh, trừ khử đi mau bệnh, kèo kiết và tham vọng của chúng sinh. Ngày thường rộng tu đại bố thí không cùng tận, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, bố thí tài vật, ái ngữ giáo hóa chúng sinh, trợ giúp chúng sinh, thân tự gần gũi chúng sinh, dùng bốn pháp nhiếp khiến cho họ thọ đồng hóa, làm tất cả nghiệp thiện lợi, kẻ khác giống như vậy, đều chưa từng xả bỏ tâm niệm Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cũng chưa từng liền niệm Bồ Tát cùng tu hành, cũng chưa từng liền niệm tu Bồ Tát hạnh, cũng chưa từng liền niệm 13 la mật, cũng chưa từng liền niệm pháp môn và tướng trạng mỗi địa trong thập địa, cũng chưa từng liền niệm tất cả nguyện lực, cũng chưa từng liền niệm bốn vô sở ý của Phật, cũng chưa từng liền niệm 18 pháp bất cộng của Phật, cho đến chưa từng liền niệm tất cả loại đại trí huệ nhất thiết chủng trí của Phật. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở trong tất cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, làm thủ thắng, làm diệu, làm vi diệu, làm thượng, làm vô thượng, làm đạo sư, làm tướng, làm soái, cho đến làm người y chỉ nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này muốn bỏ nhà ở trong Phật Pháp sinh tu hành tinh tấn, thì liền bỏ nhà vợ con nam dục, nương vào lời dạy của Như Lai xuất gia học đạo, trụ tại thập địa, Bồ Tát Hoàn Hỷ Địa, lại quán tưởng như vậy, thượng thủ, tôi phải ở trong chúng sinh, làm người lãnh đạo họ, làm thắng, tôi phải có trí huệ hơn người, làm thủ thắng, có tài năng đặc biệt hơn người, làm diệu, có biện tài vô ngại, làm vi diệu, phải khéo dùng lời lẽ vi diệu khiến cho chúng sinh để tất cả thống khổ mà được tự tại, làm thượng, phải tu tập phước đức, toàn mỹ, làm vô thượng, chẳng có ai toàn mỹ hơn tôi, làm đạo sư, tôi phải vì chúng sinh phân biệt pháp nghĩa, làm tướng khiến cho chúng sinh đắc được chứng nghĩa, diệt trừ tất cả phiền não, làm soái khiến cho chúng sinh tiến vào chánh trì chánh kiến trong chủng đạo, làm cho hết thảy chúng sinh dùng tôi làm người y chỉ trí huệ của họ. Khi vị Bồ Tát này nghĩ muốn xuất gia trong thời kỳ học tập Phật Pháp, đặc biệt dũng mãnh tinh tấn, xả bỏ gia nghiệp thế tục, vợ con và tài sắc, dành ăn ngủ năm dục, nương vào lời dạy của Phật, xuất gia học đạo, là thoát khỏi nhà phiền não, nhà ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi phố sắc, phải thoát khỏi nhà ba cõi này mới gọi là chân chánh xuất gia, mới có thể tu đạo. Khi xuất gia rồi, sinh tu hành tinh tấn trong khoảng một niệm, đắc được trăm tam muội, thấy được trăm vị Phật,
biết được thần lực của trăm vị Phật, chấn động được trăm thế giới của Phật, có thể qua đến trăm thế giới của Phật, chiếu đến được trăm thế giới của Phật, giáo hóa được trăm thế giới chúng sinh, có thể sống lâu đến trăm kiếp, biết được sự việc trước sau trăm kiếp và được trăm pháp môn, thị hiện được trăm thân. Mỗi mỗi thần thị hiện được trăm vị Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thủ thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì vượt qua số này. Trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp, không thể tính đếm biết được. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, xả bỏ nhà sinh tử phiền não thế tục mà xuất gia, đó là vì cầu vô thượng chánh đạo. Lúc đó ngài siêng cần không giả đãi, dũng mãnh tinh tấn tu hành, ở trong khoảng một niệm thì có thể đắc được trăm ngàn tam muội, tức là trăm ngàn thứ trí huệ chánh định chánh thọ. Đắc được nhiều tam muội như vậy, cũng thấy được trăm ngàn vị Phật trong mười phương thế giới. Thấy được Phật rồi cũng biết được sức thần thông của những vị Phật đó, có thể dùng thần thông khiến cho thế giới của Phật trong mười phương sáu thứ chấn động. Sức thần thông của ngài có thể vượt qua trong thế giới của Phật trong mười phương, quang minh của ngài cũng chiếu sáng trong thế giới của Phật, cũng ở trong một niệm giáo hóa nhiều chúng sinh trong trong thế giới của Phật. Thọ mạng của ngài có thể sống lâu đến 100 kiếp, biết được tất cả sự việc trước sau hàng trăm kiếp, vào sâu được hết thảy trăm pháp môn, thị hiện được rất nhiều hóa thân, mà mỗi hóa thân lại có thể hiện hóa ra trăm Bồ Tát để làm quyến thuộc cho ngài. Nếu như dùng công đức và nguyện lực đặc biệt của Bồ Tát thì ngài càng thị hiện biến hóa tự tại, vượt qua trăm kiếp, thậm chí ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ước na do tha kiếp, không thể dùng sự tính toán mà biết được. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa lý ở trên vừa nói, bèn dùng kệ để nói: Nếu người tu các thiện đầy đủ pháp trắng tịnh, cúng dường đấng trời người, tùy thuận đạo tử bi, Bồ Tát tu tập hạnh môn và tích tập đủ thứ căn lành, vì căn lành công đức đầy đủ rồi thì trừ khử sạch tất cả mọi nhiễm ô, tức là pháp thanh tịnh không có sự nhiễm ô, ngài cúng dường vô lượng số các vị Phật, lại thường dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng để giáo hóa chúng sinh. Tin hiểu rất rộng lớn, trí thích cũng thanh tịnh, vì cầu trí huệ Phật phát tâm vô thượng này. Tâm tin và năng lực hiểu biết của ngài đều rộng lớn phi thường, trí nguyện và sự ưa thích làm cũng đều thanh tịnh, vì cầu được trí huệ giống như Phật mà phát đủ thứ đạo tâm Bồ Đề vô thượng. Tịnh sức nhất thiết trí cùng với vô sở úy, thành tựu các Phật pháp, cầu nhiếp chúng quần sinh, thành tịnh hết thảy sức trí huệ và dùng tinh thần đại vô sở úy, thành tựu đủ thứ pháp môn của chư Phật nói, cứu độ nhiếp thọ những chúng sinh khổ nạn, vì được đại từ bi và chuyển bánh xe pháp, nghiêm tịnh cõi nước Phật, phát tâm tối thắng này, vì đã được tâm đại từ bi và chuyển tất cả bánh xe pháp thù thắng, tức là rộng dễ nói đại thừa chánh pháp đối với chúng sinh, dùng tâm đại từ bi cứu nhiếp chúng sinh và diễn nói công đức Phật pháp đại thừa để trang nghiêm thành tịnh cõi nước của Phật. Vì mục đích này mà Bồ Tát phát tâm Bồ Đề tối thủ thắng. Một niệm biết ba đời mà không có phân biệt, đủ thứ thời khác nhau thì hiện nơi thế gian. Một niệm biết được quá khứ vị là hiện tại ba đời mà không có sự phân biệt. Đây là dùng trí huệ để biết, chẳng phải dùng thức để phân biệt. Vì thời gian ba đời khác nhau cho nên thị hiện nơi thế gian. Lược nói cầu chư Phật, tất cả thắng công đức, phát sinh tầm rộng lớn, lượng đồng cõi hư không. Sơ lược nói chút ít về thánh đạo vô thượng và công đức thủ thắng của chư Phật. Bồ Tát phát tâm nguyện rộng lớn như vậy đồng với hư không. Bì trước huệ làm chủ, phương tiện cùng tương ưng, tin hiểu tâm thanh tịnh, Như Lai vô lượng lực. Dùng tâm đại từ bi làm hàng đầu, dùng trí huệ làm chủ thể, hành tất cả phương pháp phương tiện thiện xảo để tương ứng với Phật pháp, dùng tâm tin hiểu thanh tịnh đắc được vô lượng thần thông lực của Như Lai. Trí vô ngại hiện tiền, tự ngộ không do người, đầy đủ đồng Như Lai, phát tâm tối thắng này. Đắc được trí huệ vô ngại rồi, lại đắc được trăm ngàn vạn tam muội, đây chẳng phải do người khác ban cho, mà là do mình tu trì chứng ngộ, đủ thứ trí huệ và thần lực thủ thắng đó đều giống như Đức Phật. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thủ thắng như vậy. Phật tử sơ phát tâm tầm diệu báu như vậy, liền vượt bậc phàm phu vào chỗ hành của Phật. Phật tử vừa mới phát tâm Bồ Đề, tâm báu kiên cố giống như kim cang,
thì khác với phàm phu, vượt khỏi địa vị phàm phu tiến vào con đường thực hành của Phật. Sinh vào nhà Như Lai, chủng tộc không tì vết, đều bình đẳng với Phật, quyết thành vô thượng giác. Bồ Tát chứng được hoan hỷ địa, tức là đã sinh vào gia tộc của Phật, là chủng tộc cao quý, chẳng phải bần cùng hạ tiện. Chủng tộc này có thể nói chẳng có chút nhiễm ô cấu bẩn nào, tất cả đều giống như Đức Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Vừa sinh tập như vậy, liền được vào sơ địa, trí tích không thể động, ví như núi chúa lớn. Bồ Tát mới vừa phát khởi tâm Bồ Đề và tâm từ bi, lập tức chứng nhập được hoan hỷ địa. Chí nguyện và sự thích làm của Ngài đều là hành Bồ Tát đạo, ai cũng không thể cản trở hoặc phá hoại Ngài được, giống như núi Tu Di Chúa nguy nga hùng vĩ không bị lay động. Nhiều vui, nhiều ưa thích và cũng nhiều tịnh tín, tâm dũng mãnh rất lớn, cùng với tâm mừng rỡ. Bồ Tát chứng được hoan hỷ địa rồi, luôn luôn đều hoan hỷ, Ngài ái hộ chúng sinh, ưa thích gần gũi chúng sinh, đồng thời cũng không giải đãi sự tu tập hạnh môn thành tịnh, mà có tâm tin hiểu kiên cố đối với Phật pháp, phát tâm tinh tấn dũng mãnh phi thường, lại sinh khởi tâm hoan hỷ mừng rỡ, xa lìa sự đấu tranh não hại và sân hận, kính thẹn mà chất trực, khéo giữ gìn các căn. Bồ Tát chứng được quả vị hoan hỷ địa rồi thì tự nhiên chẳng còn tâm kiêu ngạo thích đấu tranh, mọi việc cũng chẳng tranh luận với ai, cũng chẳng não hại và sân hận với người khác, chỉ có tâm Bồ Tát thành khẩn hổ thẹn mà cung kính chất phác ngay thẳng. Ngài khéo giữ gìn sáu căn của mình, không để cho phóng dật. Cứu đời không ai bằng, hết thảy các trí huệ nơi đây tôi sẽ được nghĩ nhớ sinh hoan hỷ. Bồ Tát đạo cứu độ khắp chúng sinh, ngoại trừ Đức Phật ra chẳng có ai bằng Ngài được. Hết thảy trí huệ của Phật tôi đều phải chứng đắc được. Bồ Tát thường nghĩ nhớ đến Tam Bảo và tất cả chúng sinh nên sinh ra tâm đại hoan hỷ. Khi được vào sơ địa, vượt khỏi năm điều sợ, không sống chết tiếng xấu, đường ác bài đức chúng. Khi Bồ Tát chứng nhập hoan hỷ địa thì xa lìa khỏi năm điều sợ hãi: một, sợ không sống được nữa; hai, sợ chết; ba, sợ người khác phỉ báng; bốn, sợ đầu thai vào ba đường ác; năm, sợ oai đức của đại chúng. Dùng không tham chấp ta cùng với những của ta, cho nên các Phật tử xa lìa các sợ hãi. Những điều sợ hãi sinh ra đều do tham chấp vào cái ta. Nếu phá được cái ta thì còn có gì để sợ? Và còn có những gì của ta, tức là tâm tham ái, thấy những gì cũng đều là của ta. Buông bỏ được cái ta và của ta thì sẽ minh bạch tất cả đều là không. Đệ tử Phật học Phật Pháp, thế nên xả bỏ cái ta và của ta thì tự nhiên sẽ xa lìa những điều sợ hãi này. Thường hành đại thương xót, luôn có tín cùng kính, hổ thẹn công đức đủ, ngày đêm tăng pháp lành. Thường thường hành đại từ đại bi, thương xót chúng sinh, luôn luôn có tâm tin thanh tịnh thành khẩn, cùng kính Tam Bảo, lúc nào cũng có tâm hổ thẹn tất cả, thì công đức sẽ đầy đủ. Như vậy thì ngày đêm sẽ tăng trưởng pháp lành. Pháp vui lợi chân thật, không ưa thọ các dục, suy ngẫm pháp nghe được, xa lìa hạnh chấp lấy. Hoan hỷ Phật Pháp là lợi ích chân thật thì không hoan hỷ năm dục. Luôn luôn suy ngẫm quán tưởng ý nghĩa chân thật của Phật Pháp đã nghe được thì sẽ ra lìa tất cả hành vi ái và chấp lấy. Không tham lam lợi dưỡng, chỉ thích Phật Bồ Đề, một lòng cầu trí Phật, chuyên cần không nghĩ khác. Không tham đồ danh văn lợi dưỡng, chỉ hoan hỷ học tập Phật Pháp, chứng được Đại Bồ Đề vô thượng. Chỉ một lòng mong cầu được trí huệ giống như Phật, tinh cần chuyên nhất, không sinh hai lòng, không khởi niệm khác. Tu hành ba la mật, xa lìa định hư dối, như nói mà tu hành an trụ trong đời thật. Mong cầu được trí huệ giống như Phật thì phải tu tập 10 ba la mật, càng phải xa lìa tâm định bợ, tâm hư vọng và tâm dối trá. Nhất định phải thiết thực y chiếu theo phương pháp của Phật nói mà tu hành thì an nhiên trụ ở trong lời thật, không nói dối, không nhờ nhà chư Phật, không bỏ giới Bồ Đề, không thích việc thế gian, thường lợi ích thế gian. Người học Phật Pháp phải thường như lý mà tu hành, hội trì Tam Bảo, không làm việc ô uế nơi cửa Phật, không làm bại hoại gia phong của Như Lai, khiến cho chúng sinh một khi thấy được thì sinh tâm cung kính Tam Bảo, quy y cửa Phật, lúc nào cũng phải giữ gìn giới Bồ Tát đã chế ra, 10 giới trọng, 48 giới khinh, không ưa thích việc ác nam dục của thế gian, phải thường làm việc lành có lợi thế gian, có ích cho chúng sinh. Tu thiện không nhàm đủ, xin cầu đạo tăng thắng,
Phương pháp tốt như vậy, nghĩa công đức tương ưng. Tu hành pháp lành không lúc nào ngừng, chẳng có sự nhàm chán đầy đủ. Như vậy, ngày càng dũng mãnh tinh tấn, siêng tu thiên đạo thù thắng vô thượng. Ưa thích Phật pháp tốt như vậy, thì công đức nhất định sẽ tương ưng với Phật pháp. Luôn khởi tâm nguyện lớn, nguyện thấy các đức Phật, hộ trì pháp chư Phật, nhiếp lấy đạo đại tiên. Thời thường sinh khởi tâm trí nguyện lớn, hy vọng thường thường thấy được chư Phật mười phương ba đời, lại phải phát nguyện hộ trì pháp của chư Phật nói, nhiếp lấy Phật đạo của chư Phật, đạo đại tiên tức là đạo Phật. Thường sinh nguyện như vậy, tu hành hạnh tối thắng, thành thục các quần sinh, nghiêm tịnh cõi nước Phật. Thời thường phát tâm nguyện như vậy, tu hành hạnh thù thắng nhất, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành thục căn lành, tu hành đắc được sự thành tựu. Tương lai nhất định đều sẽ thành Phật, trang nghiêm hết thảy cõi nước chư Phật trong mười phương ba đời. Tất cả cõi chư Phật, Phật tử đều đầy rẫy, bình đẳng cùng một lòng, chỗ làm không đúng qua. Hết thảy thế giới và vô lượng vô biên cõi Phật, đệ tử của Phật đều đầy rẫy trong đó. Phật tử là chỉ Bồ Tát, những Bồ Tát đó đều một lòng một dạ cứu độ chúng sinh. Những gì họ tu hành đều không đúng uổng, nhất định sẽ thành tựu và được công đức như nguyện. Tất cả đầu sợi lông, một thời thành chánh giác, các nguyện lớn như vậy, vô lượng không bờ mé. Cảnh giới của Bồ Tát, viên dung không chướng ngại, phát nguyện tu hành nơi tất cả đầu sợi lông, độ sinh làm đại Phật sự. Mọi người có thể cùng một thời thành Phật quả, chuyển bánh xe pháp. Cảnh giới nguyện lớn không thể nghĩ bàn như vậy, vô lượng vô biên không thể độ lượng được. Hư không và chúng sinh, phát giới với Niết Bàn, thế gian Phật ra đời, tâm trí Phật cảnh giới. Hư không và chúng sinh đều không thể cùng tận, pháp giới và niết bàn cũng không thể cùng tận như nhau. Trên thế giới có Phật ra đời cũng không thể dự biết được, cảnh giới trí huệ và tâm của Phật là không thể nghĩ bàn. Chỗ trí Như Lai vào cùng với ba chuyển tận, nếu cả ba đó tận, nguyện của tôi mới tận, trí huệ của Phật đắc được, và cõi hư không tận, cõi chúng sinh tận, cõi phiền não tận. Nếu những điều này đều cùng tận thì nguyện của tôi mới cùng tận. Như đó không cùng tận, tôi nguyện cũng như thế, phát nguyện lớn như vậy, tâm nhu nhuyến điều thuận. Giống như ở trước nói, cõi hư không, cõi phiền não, pháp giới đều không cùng tận, cho nên tâm nguyện của tôi cũng không có lúc nào cùng tận. Phát nguyện lớn không thể nghĩ bàn này rồi, rộng lớn vô biên, nguyện lớn không thể hạn lượng, thì tâm tự nhiên nhu hòa, tự tại, an tường. Hay tiền công đức Phật, quan sát nơi chúng sinh, biết do nhân duyên sinh, liền khởi tâm từ bi. Chúng ta người học Phật trước hết phải nhận thức rõ ràng tông chỉ học Phật, phản tỉnh một phen rằng có thật chân chánh tin Phật hay không. Có tin Phật có vô lượng công đức chăng? Đức Phật chắc chắn có vô lượng công đức, vì Đức Phật trong đời quá khứ rộng tu đại bố thí, nội tài đầu mắt tủy não xương máu, ngoại tài đất nước vợ con tất cả khó xả mà xả bỏ được. Chúng ta tìm Phật có vô lượng công đức thì phải thường theo Phật học, cũng phải làm đủ thứ đại bố thí, cho nên phải quan sát tất cả chúng sinh. Chúng sinh là nhân duyên hòa hợp mà sinh, trong vô lượng kiếp quá khứ có quan hệ thân thuộc với chúng ta, hoặc đã từng làm cha con, mẹ con, anh em, chị em, vợ chồng, bạn bè, vân vân. Đó đây có lưới nghiệp giao thức luân chuyển trong luân hồi. Mình bạch sự quan hệ này rồi thì nên sinh khởi tâm từ bi cứu hộ họ, khiến cho chúng sinh đều lìa khổ được vui. Chúng sinh khổ như vậy, nay tôi phải cứu thoát, mà các chúng sinh đó mà hành các bố thí. Chúng sinh thống khổ như vậy, vĩnh viễn luân hồi trong sáu nẻo, sống rồi chết không thể thoát ra khỏi. Hiện tại Bồ Tát đã minh bạch đạo lý này nên phải cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ. Vì cứu những chúng sinh thọ khổ này mà rộng tu đủ thứ sự bố thí, ngồi vua và châu báu, cho đến xe voi ngựa, đầu mắt và tay chân, cho đến thân máu thịt, ngồi vua và bầy báu của tôi, đủ thứ châu báu quý giá, cùng với voi trắng lớn tốt đẹp, ngựa đi ngàn dặm, xe báu các thứ ngoài thân, hoặc cái đầu tôn quý, mắt tay chân máu trong thân thể, thịt ở bề ngoài, đủ thứ nội tài có xào bỏ, chẳng có chút gì mà không bố thí được. Tất cả đều xả được, tâm không buồn hối tiếc, cầu đủ thứ kinh thư, tâm ngày không nhàm mỏi. Tất cả nội tài và ngoại tài tôi cũng đều bố thí được, bố thí rồi trong tâm không có chút hối tiếc nào mà xả bỏ không được. Các vị học Phật, chúng ta là người học Phật,
phải học tất cả hạnh của Phật. Tin Phật thì phải tin pháp của Phật nói, lý y giáo phụng hành. Học tinh thần của Phật khó xả bỏ mà xả bỏ được, rộng tu bố thí. Bồ Tát tụng niệm đủ thứ kinh điển, trì chú tu hành. Tâm không thấy khác, nghĩ lệch lạc hoặc nhàm chán mệt mỏi. Còn ý nghĩa tụng kinh trì chú là khử vọng tổn chân, khiến cho sáu căn quy về thanh tịnh chuyên nhất, tâm lành sinh khởi. Khéo hiểu nghĩa thú đó, hay thuận theo thế gian, hổ thẹn tự trang nghiêm, tu hành càng kiên cố. Tụng kinh trì chú là vì minh bạch tất cả đạo lý, thì tụng kinh có thể thu nhiếp tâm ý lại, tài bổ định lực, kế tiếp dụng đến pháp thế gian lợi ích chúng sinh. Thường thường phải phản tỉnh hành vi lỗi lầm của mình mà sinh tâm hổ thẹn, dùng sự giác ngộ thanh tịnh và tâm thành thật để cảnh sách vị lai, làm các điều lành, tích tụ công đức trang nghiêm chính mình, hay sinh tâm đại hổ thẹn, phát tâm đại bồ đề, tu hành đạo bồ đề vô thượng, tâm tin càng ngày càng tăng trưởng, càng kiên cố. Cúng dường vô lượng Phật, cung kính mà tôn trọng, thử tu tập như vậy, ngày đêm không giải đãi. Tâm tin của Bồ Tát ngày càng kiên cố, rộng tu cúng dường mười phương chư Phật, không những cúng dường mà còn cung kính và tôn trọng chư Phật. Tu tập như vậy đời đời kiếp kiếp không gián đoạn, ngày đêm sáu thời cũng không giải đãi, nhảm mỏi. Căn lành càng sáng tịnh, như lửa luyện vàng thật, Bồ Tát trụ nơi đây, tịnh tu nơi thập địa. Bồ Tát tu hành không giải đãi như vậy, thì căn lành càng ngày càng sáng sủa thành tịnh, giống như thợ vàng chuyên dùng lửa để luyện vàng, cứ luyện lần này rồi lần nữa, cho đến lúc không còn chút tạp chất nào tồn tại nữa, thì cuối cùng biến thành thuần vàng. Khi Bồ Tát trụ tại sơ địa, thì công phu tu hành cũng không ngừng nghỉ, tu tập pháp môn thập địa thanh tịnh vô vi, biết rõ cảnh giới thập địa rồi thì cuối cùng mới đắc được quả vị thập địa. Chỗ làm không chướng ngại, đầy đủ không đoạn tuyệt, ví như đại chủ buôn, vì lợi các nhà buôn, hỏi biết đường hiểm dễ, an ổn đến thành lớn. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tu tất cả việc lành, diệt tất cả điều ác, cho nên sự sự tiếp vật chẳng có gì chướng ngại. Đã đầy đủ trí huệ quang minh thì hạt giống Phật vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Ví như người đại chủ buôn vì lợi ích nhiều người đi buôn, cùng đi với mọi người đến chỗ xa làm ăn buôn bán. Ông ta phải biết rõ tình hình an nguy trên đường đi để chuẩn bị chu toàn thì mọi người mới an ổn đến được chỗ muốn đến. Bồ Tát trụ sơ địa nên biết cũng như vậy, dũng mãnh không chướng ngại, đến nơi địa thứ 10, trụ trong sơ địa này làm chủ đại công đức. Khi Bồ Tát trụ tại sơ địa tu hành cũng như vậy, phải hiểu rõ cảnh giới của các địa và sự chứng đắc quả vị mới có thể đạt đến được quả vị Phật. Trong tất cả quá trình thời gian này, phải dũng mãnh tinh tấn trình tu học, chẳng có chút chướng ngại gì, thẳng đến địa thứ 10 Pháp Vân Địa, đều không có chướng ngại phát sinh. Trụ tại Hoàn Hỷ Địa, Bồ Tát Sơ Địa, làm chủ đại công đức, lãnh đạo hết thảy Bồ Tát hướng về trước tu hành. Dùng pháp dạy chúng sinh, tâm tử không tổn hại, thống lãnh cõi diêm phù, đều giáo hóa hết thảy, khiến trụ nơi đại xả, thành tựu Phật trí huệ, muốn cầu đạo tối thắng, bỏ ngôi vua của mình. Bồ Tát làm chủ công đức ở cõi diêm phù đề, thường làm luân vương, dùng Phật pháp giáo hóa tất cả chúng sinh. Hóa độ chúng sinh trước hết phải có tâm từ bi, tuyệt đối không có tâm làm tổn hại chúng sinh, lại thường hành bố thí, cứu tế chúng sinh. Bồ Tát làm vua cõi Nam Diêm Phù Đà, lãnh đạo chúng sinh, biến tất cả phong tục xấu trên thế giới thành phong khí tốt. Giáo hóa chúng sinh tu trì năm giới, bát quan trai giới, tu học chánh pháp thập thiện, lại giáo hóa chúng sinh tu tập pháp môn bố thí, diệt trừ tham sèn chướng ngại, thường trụ ở trong đại hỷ xả, khiến cho hết thảy chúng sinh cũng đắc được trí huệ như Phật. Bồ Tát tự cầu Phật đạo tối thủ thắng, cũng dạy chúng sinh cầu thánh đạo vô thượng. Vì cầu Phật đạo thanh tịnh thủ thắng mà ngài xả bỏ địa vị ngôi vua để xuất gia tu đạo. Hay ở trong Phật giáo, dũng mãnh sinh tu tập liền được trăm tam muội và thấy trăm vị Phật, chấn động trăm thế giới, quang chiếu cũng trăm cõi, hóa trăm cõi chúng sinh và trong trăm pháp môn. Biết được việc trăm kiếp thị hiện làm trăm thân và hiện trăm Bồ Tát dùng để làm quyến thuộc. Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, cầu Bồ Tát đạo, xả bỏ ngôi vua, xuất gia tu phạm hạnh và trong sự giáo hóa của Phật. Đặc biệt ngài hiện được sự dũng mãnh tinh tấn, chuyên cần tu tập các thứ pháp môn của Phật nói, có thể ở trong một niệm đắc được trăm chánh định tam muội, cũng ở trong một niệm thấy được trăm thế giới của chư Phật. Cảnh giới tu chứng đó chấn động trong thế giới
và có sáu thứ chấn động. Quang minh cũng chiếu sáng đến trăm thế giới và cũng chiếu soi tất cả chúng sinh ở trong đó. Giáo hóa chúng sinh trong trăm thế giới khiến cho họ đều tiến vào trăm thứ pháp môn. Lúc đó, Bồ Tát biết được tất cả sự việc trong trăm kiếp ba đời, quá khứ, vị lai và hiện tại lại có thể thị hiện biến hóa ra trăm thứ thân hình. Mỗi thân hình lại có thể biến hóa ra trăm hình tướng Bồ Tát để làm quyến thuộc, để trợ giúp Ngài hoằng pháp lợi sinh. Nếu nguyện lực tự tại, quá số đó vô lượng, tôi ở trong địa nghĩa, được thuật chút ít phần, nếu muốn phân biệt rộng, ước kiếp nói không hết, Bồ Tát đạo tối thắng, lợi ích các quần sinh. Pháp sơ địa như vậy, này tôi đã nói xong. Nếu như những nguyện lực của các đại Bồ Tát đã đạt đến vì dùng vô ngại, thì công đức và cảnh giới của các ngài đương nhiên vượt trội hơn công đức và cảnh giới của Bồ Tát sơ địa vừa nói ở trên, không cách chi nói hết được. Khi tôi giảng về nghĩa lý sơ địa thì chỉ nói sơ được chút ít. Nếu muốn nói nghĩa lý tướng trạng cảnh giới một cách tỉ mỉ, thì e rằng trải qua trăm ngàn ước kiếp cũng không cách chi nói hết được. Bồ Tát tu hành, Bồ Tát đạo thủ thắng nhất, tông chỉ chủ yếu nhất của Bồ Tát là lợi ích chúng sinh, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha. Tôi Bồ Tát Kim Cang Tạng hiện tại đã giảng sơ lược xong về pháp môn sơ địa.